Trời đất ơi, 500 khách chơi. Hello mấy anh chị, em chào chị Hà Phạm nha. Hello chị Hằng Ngọc. Hello mấy anh chị. Thầy chiếu, chiếu đẹp. Hello mấy anh chị. Hôm nay vàng vàng ngập đầu luôn mấy anh chị ơi. Trời mới vô, chưa được 10 giây trăm mấy rồi. Trời ơi, hello Mỹ Kim Ly nha. Hello mấy anh chị, hôm qua con nhỏ lên nó quậy rồi, cái hôm nay em lên quậy tiếp mấy anh chị nha. Hôm nay em lên quậy tiếp mấy anh chị. Em chào mấy anh chị, con chào Hà Phạm nha, chào Quỳnh Lan, chào Nguyễn Bảo Huyền Trâm nha. Hello mấy anh chị, dây đeo ba sợi mấy anh chị nha, đang đeo ba sợi. Xin chào mấy anh chị. Thế rồi, còn nó là bán cho bên gì đúng rồi. Đeo nhỏ nó cậu ra nè, nó làm đồ nè. Hello mấy tình yêu. Hello mấy anh chị nha. Rồi, hôm nay mấy anh chị muốn em lên cái gì nè. Em chưa tìm bông hả? Dạ, bông hết rồi chị Bảo Nhi ơi. Bông đã hết rồi, chị Bảo Nhi à. Hôm nay có gì kiền đủ cỡ đâu nha quý anh chị nha. Đi chiền mới về đủ cỡ luôn nè. À đúng rồi mấy anh chị ơi, cái đơn mà đơn con rùa tối mấy anh chị là khoảng chiều đây hoặc là ngày mai em về hàng mấy anh chị nha. Rồi mấy anh chị hãy ra thì em lấy được nha. Mấy anh chị mà bên cửa hàng luôn, mấy anh chị em nói mấy anh chị biết chừng nha. Em nghe công ty đang nhập về cho em mấy anh chị. Ủa nó môi gì là phạm chưa có biết má ơi. Dây chuyền 24k rồng một lượng có không em? Dạ ok có. Mình để cho nó kia nha. Nó nghe mình nhưng mà hơi nhỏ tiếng. Dây sắn một chỉ là không có cho mi bụi. Dây sắn là phải nhẹ nhất gì mấy chỉ 6 với 7 là không có dây sắn nha. Alo. Vừa đâu. Dây chuyền sắn tầm 12 triệu. Ok có luôn. Tầm khoảng 3 chỉ ha. Dạ chị đâu có luôn. Lát em đeo đẹp quá. Đây là lượng rưỡi mấy chị nha. Phân nha, gần lượng 8. Lượng rưỡi gần lượng 8 mấy anh chị. Kim giá vàng đi em. Giá vàng qua. Lên nè, lên như sắn. Giá vàng cái 50. Ghim thôi nhưng mà em biết đó không. Rồi, dây sắn thì nó là thông dụng rồi. Chị yêu đợi xíu lên cho. Dây sắn là 2 chỉ mấy, 3 chỉ nha. Đúng rồi, chị có micro mà nó to, giả mang luôn. Vì em ngồi sát luôn, cái màn hình luôn á chị. Với lại cái mỏ em cũng to nữa. Cái mỏ em cũng to luôn á chị. Mấy nhỏ nó kêu mỏ hậu nó to lắm. Nó ăn cơm rồi nó cũng không quên nghiệp em nữa mấy chị ơi. Dạ, sát rùa đang đặt ở công ty mấy anh chị. Lắc vảy cá hai màu là không có. Có một màu mà mấy anh chị ơi. Có một màu nha. Rồi, mấy anh chị ơi, vô đông đông giùm em xe mấy anh chị nha. Rồi, 3 chỉ 041, nhân với bạn 3270 hả ngăn. 3270, sale đào lai luôn mấy anh chị nha. Sale đào lai luôn, tiền công là sale là chỉ có là 350 thôi. Rồi, cái dây chuyền này là 10 triệu, sau này chối rồi. 10 triệu 294 ngàn. Chiêu sắn 3 chỉ quý anh chị nha. 10 triệu 294 ngàn là mình có đơn mấy anh chị nha. 10 triệu 294. Đây. Có nhẫn hoa mai vàng chứ tới 10 một chỉ không? Dạ có quá chị. Xét màu xanh em đeo có màu gì hả? Xét màu xanh đâu có màu xanh đâu chị. Đây em đeo lẻ, đeo lẻ nha chị nha. Em đeo mẫu lẻ đó. Ôi, đứt rồi. Em mua cho em số tài khoản dạ. Huy Võ ơi, số tài khoản trên màn hình em đây. Huy Võ ơi, mình chốt đơn mới được chụp hình qua rồi mới được chuyển khoản cho chị nha. Bao ông toàn tan hay sao chị Hạnh Hồng ơi? Phải em toàn tan không chị Hạnh Hồng? Rồi, cái nhẫn băng màu xanh đợi xíu mình báo giá nha. Nhẫn lắc hôm qua rất đẹp. Rồi, em cảm ơn chị Lê Phương nha. Lê Phương, tiền công sale là 350 ha. Có dây chuyền là 10 triệu 294 ngàn. Mình muốn chốt đơn là mấy anh chị làm mình thích cái nào á. Thì mấy anh chị nhớ để lại giá tiền giùm em nha. Ví dụ như cái dây này nè. Sáu tay bông ông là gì không có chị ơi. Nhã em đeo hết màu đỏ rồi mấy anh chị. Nó chỉ còn mấy cái màu thôi. Vì khách em lấy mất tiêu rồi. Tiền công là 350 ha. 10 triệu 294 ngàn. 10 triệu 294 ngàn mình có đơn cho mấy anh chị nha.
Đúng rồi, hay vỏ ơi. Ví dụ mình lấy cái dây này thì cà ba dùm em là 10.294.000. Rồi nhân viên nhớ gửi hình qua cho mình nha. Dạ không có vòng đá hột màu vàng, chị Tiết Minh Bùi ơi. À, rồi mình chuyển khoản cho em là 9 triệu còn lại thứ hụi với mấy anh chị nha. Dạ hôm nay không có lên Siemens mấy anh chị. Hello Mi Ruby nha mấy anh chị nha. Hello chị Mi Ruby. Lắc ni máy hả? Cái gì? À lâu nay mới thấy. Dạ mấy anh em bệnh mấy chị. Bệnh mới đi chích gì. Chị Bi mấy chị Thanh Vương ơi. Nhà có cốc không em? Dạ nhà có cốc không chị? Nó nói mấy con quỷ nó nói vậy nè mấy chị ơi. Đi bác sĩ thì chích cho một mũi, rồi về nhà chồng chích cho mũi nữa mấy chị. Mấy con quỷ cái bên, mấy con quỷ cái bên nói vậy mấy chị. Con Linh với lại con nhỏ mấy chị. Hello vô trên hình nha. Chờ đợi xíu Huy Võ ơi, bây giờ mình thoát cái like ra. Vô alo giùm em nha. Mấy con nhỏ thấy cái hình qua cho mình nha. Chị nha chị đó anh vậy nè ha. Vì em đang đeo, em có 3 cỡ. Tính tiền đang đeo 3 cỡ kìa. Trời ơi, nó nói vậy mấy chị. Nó đi bác sĩ chích một mũi xong rồi về, về thằng chồng chích chân mũi nữa. Nhãn cốc là tiền mấy chị, thẩm tiền ơi. Đây mấy anh chị, cái nhãn em đang đeo ha. Nhãn đeo trong bình là ni 12, 13, 14 vậy mấy anh chị ơi. Năm đi. Màu vàng là ni 16 ha. Nhãn màu vàng là ni 16 nè mấy anh chị nè. Quá trời rồi. Thấy chưa mấy chị, em vẫn còn bệnh đó mấy chị. Mày nói bài em nói vậy á. Rồi nhãn màu trắng là ni 12. Nhãn màu xanh là ni 13. À 10 mấy 13, 12 mấy 13 nha. Dì em đeo 5 chỉ không hả? 5 chỉ để coi có không mấy chị Mi Ruby nha. Đây em có 3 màu mấy anh chị nha. Con chào cô Liễu nha, em có 3 màu ha. Tiền công em sale cho mấy chị là tiền công là chỉ có là 320 ha. 320 tiền công. 6 phân 27 nè. Đang cho 3270 tiền công sale 320. Rồi. Chị đã lấy cái nhẫn này để lại cái màu giùm em nha. Rồi 2.370.000. 2370 mình có đơn quý anh chị nha. 2.370.000. Lấy cái màu nào thì comment giùm em cái màu đó giùm em mấy anh chị nha. À, có sẵn hai màu không ạ? Sẵn hai màu có chị. Khoảng chị hơn á. Đây mấy anh chị ơi. Xin lỗi mấy anh chị. Không có hàng mấy anh chị nha. Muốn đặt lại cũng không có màu mấy anh chị nha. Công ty hết hàng rồi mấy anh chị. Nó chỉ còn được 3 màu này thôi. Xin lắm mấy anh chị. Tiền công rẻ nữa. Hột quá trời hột luôn. Mà tiền công xe có 320 thì quá rẻ mấy anh chị nha. Lấy màu xanh rồi. Em cho chị Phượng đổ nha. Rồi cảm ơn chị yêu nhiều nha. Màu xanh 2370. Tiền công sale. À, hello chị Trang Thiên nha. Tiền công sale là 320 nha mấy chị. Vô alo giùm em bé lấy hình quay mấy chị nha. Dạ, giờ mấy giả tin kênh em có đi 52 được không chị Ngọc Mai Diệp ơi. 52, 50 gì như cũng có gì á. Rồi màu xanh lá hết rồi chị Hăng Phan ơi. Em còn màu vàng em chốt cho chị Thanh Phan nha. Rồi Thanh Phan vô alo giùm em. Em còn màu trắng. Em còn màu trắng nha quý anh chị nha. Em còn màu trắng thôi. Còn chị nào chưa chốt được em sẽ qua cái mẫu này cho mấy chị chốt nha. Rồi em còn màu trắng 2370 tiền công xe 320. Hai chị Thanh Phan với lại Phượng Đỗ vô alo giùm em. Bé con nhỏ hình quay cho chị nha. À, chị Ngọc Mai Diệp ơi, em có dòng bát nhã tâm kinh đó chị, mà đi 50 năm 2 có đó chị nha. Sáng vuông 5 chị với hai màu. Xinh không mấy chị? Xinh quá đúng không mấy chị ha? Cái lắc em đeo nè, nam nữ đeo được hết nha mấy quý chị nha. Lấy con bạc hết trời, bông nói nghe bông nhiều lắm. Trời xuất sắc nha mấy chị nha. Bông nè, bông bạc, bông toàn ten. Em nói thôi, thâu rầu luôn á mấy anh chị ơi. Mấy hôm nay đâu có lên nổi đâu mấy anh chị. Mấy này bệnh mà. Bệnh mới đi bệnh viện gì mấy anh chị. Mà nó gây chích cho mấy mũi nó chắc khỏe rồi đó. Đây, xin chưa mấy anh chị. Quá hết xin luôn mấy anh chị ha. Xin cực kỳ luôn á. Bông bạc, bông no gì. Xin chưa mấy anh chị. Bông nhiều lắm nha mấy anh chị. Đợi em, bông từ từ đợi em. À hôm nay em nói mấy anh chị nghe nè. Em có dòng có hạch đủ ni luôn nha quý anh chị nha. Dòng hạch đủ ni luôn. Ủa, hồi nãy lên giới thiệu cái đồ tay cái đĩa cái tiền nó mất tiêu. Lên rồi mấy anh chị ơi, em còn màu trắng nè, chờ lấy comment giùm em nha. Rồi em qua cái mẫu này. Lát em đang đem có hai lượng 58 á chị. Thôi Cúc Phan ơi, Thúc Thanh ơi. Rồi em có cái này là màu trà, màu vàng và màu xanh nha quý anh chị nha. Tiền cao em sale là chỉ có là 320 luôn. 7 phần mấy đây? 7 phần 19. Nhân ra 3270. Tiền công xe 320.
2.671.000. Tiền công xe là 320. Dạ, dạ các bạn, em có luôn mấy anh chị. Muốn lên đi bao nhiêu em lên đủ cho mấy anh chị luôn nha. Ở gì em? Rồi, các em muốn 6 không? Dạ, em muốn 8 là nhỏ nhất rồi chị yêu nha. Bông mau về chưa? Dạ về rồi chị Anh Bảo ơi, bông mau em về rồi. Chị Tiếu Anh Bùi hết sáng vuông rồi chị ơi, còn sáng bướm rồi chị. Ê, Linh, chị đưa đi môi với cái nhậu sai mới lại được kìa, kìa. Đây là đúng rồi chị. Rồi, cháu Văn Thanh ra tiệm lấy nha. Chị thẩm tiền thôi, vô alo giùm em hả chị, bé đứng hình qua cho. Hello chị, ở của em nha. À, lắc này là một lượng rưỡi, một lượng sáu mấy anh chị. Con nhỏ cái hình đi em, hết chuyển khoản em. Dây sáng hai màu, đợi xíu chị ơi. Thôi điều chỉnh âm thanh lại, điều chỉnh âm thanh lại mấy chị. 2.6 mấy vậy? 2.671.000. Vô tin nhắn alo giùm em, bé đứng hình qua cho mấy anh chị nha. Dây sáng hai màu, đã lấy mấy chị với ngàn. Ba chiếc máy mà. Anh Huy bỏ em tin được kìa, cái dây gửi hình qua chảnh chiến khoản kìa em. Rồi ok ok mấy anh chị nha. Đây em báo giá lắc em đang đeo cho mấy anh chị nha. Cái lắc này 1 lượng rưỡi 7/3 nhân cho 3.270 nha quý anh chị nha. Tiền cao em sao đâu. Em còn màu à, màu trà, màu vàng chị Đăng Nguyễn ơi. Tiền cao em sao là 1.500.000 mấy anh chị nha. Cái lắc tay là 52.937.000. 52.937 em quý anh chị, tiền công xe 1.500.000 nha. Đi nha 54 56 à. Dạ. Tên bông đây. Đang đeo nè. Chú nhân xanh đưa nhân xanh đây. Để ra đưa đổi. Không. Đây nè. Cái bông đang đeo bông màu xanh luôn nè mấy anh chị nè. Trọng lượng vàng là một chỉ 297 nha. Nhân ra 3.270. Tiền công xe mấy anh chị là 450 ha. Em chào anh Mi Trần nha. Rồi bông tay em đang đeo là 4.691.000. Mình có đơn mấy anh chị ơi. Tiền công xe là 4 bao nhiêu đây? Tiền công xe là 450 à. Dạ mỗi cái gì thiết kế là mấy chị Cẩm Hiền ơi. Cái mẫu nào cũng thiết kế đó chị. Rồi bông em đang đeo là 4.691.000 nha quý anh chị nha. Là mình có đơn nha. Rồi nhẫn đang đeo là mấy anh chị. Nhẫn đang đeo là 2.671.000 nha. Tiền công xe 320. Em còn màu trắng, quên lộn lộn, em còn màu vàng với lại màu trà. Rồi qua nhẫn mấy chị, qua nhẫn nha. Hôm nay em nói mấy anh chị nghe nha, nhẫn VIP gì về nhiều lắm mấy anh chị. Chị nào muốn mua nhẫn VIP thì bơi hết cho em nha, bơi hết đây mấy anh chị. Nhiều nhẫn như vậy có xanh lớn không em, hộp xanh lớn không em? Dạ có chị, hộp xanh lớn nhưng dạng phong dài được không chị Trang Nguyễn ơi, được không chị yêu ơi? Rồi à, lên bông mo đi em, ok. Em có dòng thiết kế đời tâu lương nha quý anh chị nha. Lên bông sắt tay, ok mấy chị. Có vòng kim tiền không, hậu sòn không em hả? Vòng kim tiền không, có chị ơi. Hôm trước em chốt được đôi bông, không ai nhắn tin hết vậy hả? Bây giờ chị yêu bay ơi, chị chốt lại em với chị yêu bay nha. Trời thứ còn qua bó lượng ở đây đâu hết trơn rồi mấy nhỏ. Đâu đi tay chứ em. À, chị muốn trực tiếp liên hệ bên nào để nhắn tin trên Facebook không có trả lời. Dạ chị Cẩm Hiền ơi, chị gọi điện số hotline giùm em chị Cẩm Hiền nha. 0938167253 chị Cẩm Hiền. Ở bên đầu em đấy các chị. Rồi, cái này là đi 50 năm 2 nè mấy chị ơi. Đi 50 năm 2 nha. 1 chỉ 882 nhân với bạn 3270. Tiền công sale là 508. Rồi 6.734 ngày là mình có đơn mấy chị ơi. Đưa cái màn hình cái điện thoại này nữa không? Coi cái màn hình nữa có rõ không? Nó bị chói không? Ok nè. Rồi 6.734 là mình có đơn mấy anh chị nha. 6.734.000. Em có đi 50 và đi 52 và đi 54 của mấy anh chị nha. Tiền công sẽ là 508. Rồi mấy chị muốn lên bông nhiều đúng không? Vòng xanh lá là đi 52 á chị. Tiếp mình mùi ơi. 52, 54 chị tiếp mình mùi nha. Hello Tina Thông nha. Dây chuyền mì cỡ nhỏ hai chị không chị? Dạ có nha chị yêu nha. Có luôn á. Hai sáu bảy một em. Dạ nhã hậu trắng em đang đeo là em có một đơn nhất nha quý anh chị nha. Tiền công 320 ạ. À, 2.370.000. Mấy bữa nay bệnh mấy anh chị ơi, bệnh mới đi chết về. Mới đi chết về mấy anh chị. Lên bông mò, đúng rồi, lên bông mò. Dây gì nè.
À, xíu nữa ra coi có gì mì, dì mì trong mâm có dì mì hai chỉ không em nhỏ nhỏ? Dạ, dì mì hai chỉ không? Coi hôm nay có không? Mì, mì láng á. Chào Hòn cho Hy nha. Đây bông mo em sọ cho bán chị đây. À, bao nhiêu tiền với vòng đó em? Rồi đợi xíu báo giá cho chị Tiết Minh Bùi nha. Alo Thanh Phạm, dạ dạ bé đang cái hình quay gì Thanh Phạm nha. Đúng rồi Cẩm Hiền ơi, chị cháu nhã học trắng và chị Quỳnh Quỳnh Trương Quỳnh Trinh Trương ơi, mình cháu có bây giờ mình đĩa lại nhá, đĩa giá tiền giùm em một triệu nha. Trời thoát có like vô alo giùm em có hình qua chị nha. À coi nhẫn ngón trỏ hả? Gì em? Phương Nguyên 2370. 2370 chị em cháu cho chị kia mất tiêu rồi chị Nguyên Nguyên ơi. Chị Nguyên Nguyên ơi, điểm lên nó khác mình cháu em Nguyên Nguyên. Màu nhẫn màu xanh em bao nhiêu ạ? À? Đợi xíu em báo giá cho nhẫn ngón trỏ, đợi xíu em báo giá cho chị Khai Tràng yêu cháu của em ơi. Chị nào cháu đã thành công vô alo giùm em với chị Quỳnh Trương Trinh ơi, Quỳnh Ninh Trương. Vô alo giùm em chị bé đó hình qua chị nha. Rồi mấy giờ cháu đơn chuyển khoản liền giùm em với ạ. Đây chị Khai Tràng ơi, cái nhẫn này là 2.671.000 nha. Tiền công sẽ là 320 quý anh chị. Dạ có lên vòng luôn quý anh chị ơi, đợi em xíu em lên cho bán chị nha. Đợi em lên cho bán chị, lên bông tai cho bán chị nữa. Rồi cái này là đi tay là đi 13, 14 nè mấy anh chị. Hộp trà ai? Không có hộp trà. Ai đổi? Không có, đi like có bao nhiêu thôi. Bây giờ các cháu không đưa lên, cháu này không khác nha. Hy đổi với khoảng xong rồi kìa. Rồi đã nhận rồi anh trai ơi, đã nhận rồi, cảm ơn anh nha. Chào mừng anh gửi qua giùm em, cho địa chỉ rồi, bên em xếp hàng luôn cho anh luôn. Rồi cái nhẫn anh đi 13, 14 mấy anh chị ơi. 1 chỉ 772 nha. Nhân giá vàng 3270, tiền công sẽ là 550. 2.671.000 Khai Tràng ơi. Dây công đặt 2 chỉ, ok có luôn anh trai, đợi xem lên luôn cho. Rồi cái nhẫn này, cái nhẫn ngón giữa, nhẫn bông xanh là 6.344.000. Dạ. Dạ nhẫn màu trắng hồi nãy mình cháu có chị là 2 triệu. 2.370.000 chị ơi. Được không chị? Được, chuyển khoản 700 nha, chẳng tiền chị ơi, chuyển khoản 700 đi. Hello mấy anh chị, trời ơi, được chào đón buổi trưa quá trời luôn. Được chào đón buổi trưa quá trời mấy anh chị. À, chiều gái lấy hả? Hy Võ, chiều gái lấy chuyển khoản đủ, Hy Võ chuyển khoản đủ chưa? Hy Võ, nếu mà chiều gái lấy chuyển khoản đủ giùm em nha. Rồi, Dung Lâm sẽ nhắn giùm chị luôn. Quỷ này. Tính ngủ luôn. Ừ nóng quá cho mới lạnh đi, cho mới lạnh đi. Ừ nóng quá. Chị Khai Tràng ơi, cái nhẫn màu vàng màu trà này là 2.671.000 giùm em nha. Mấy anh chị ơi, em có dòng cảm thạch luôn nha mấy anh chị. Đợi xíu em lên nha, dây cong hai chỉ có chưa? Dây cong hai chỉ lúc đặt đúng không? Đợi cháu nhẫn ngón trỏ đó nha. Ok chốt luôn. Ok Hy Võ nha, chứ khoảng đủ giùm em đâu có đâu, sẵn cho rồi chiều lấy cho mới lạnh thì cho đi. Dạ, vàng kiếm 80 em có kiên giá với chị. Hiện tại em đáng lên like là 51, 50 của mấy anh chị nha. Rồi, em còn một cái màu vàng, chị nào xe duyên luôn không nè, mấy anh chị. Có anh chị nào xe duyên luôn giùm em không nè. Em còn một cái màu vàng nha. Dây không, 5 tháng 6 chị luôn con nhỏ ơi, có lấy em chị đi con nhỏ. Xin không mấy anh chị. Xin quá à, tiền công xe chỉ có là 295.000 thôi. Một chỉ 296 nhân cho 3270. Tiền công sale 295. Rồi cái bông tay bi này nha mấy anh chị nha. Bông tay bi này xin không mấy anh chị 4.533.000. Mình có đơn nha, 4533. Dây mì, nó nhỏ nè, dây mì 2 chỉ nha. Rồi mấy dây kia nữa em. Mấy giờ đợi dây em xíu nha mấy anh chị. 4.533.000. Dạ có mấy chị, em có đủ đi mấy chị nha, 4533. Tiền công sale là 295.000. Bông tay bi đây mấy anh chị ơi, bông tai xinh không xinh quá mấy chị ha, bông ếch đẩy nha, tiền công sale rất rẻ luôn, chỉ có 295.000 thôi. À, em xem bộ thiên thần hả, bộ thiên thần là bộ gì ta, chị có mẫu em gửi qua tin nhắn giùm em cho chị hao su nha. 4.533.000 em qua mẫu. Rồi em lên cái nhãn hột đỏ cho chị nào nè. À, hello em, hello chị Hiền Nguyễn nha, em chào chị Hiền Nguyễn. Chị ơi có lên bông mì mì dày không? Có, nó nghe nè, có nè, bông mì tua đẹp lắm nè. Dừng chân ghé lại gian hàng chúng em đây, bông mì bông sắn rồi chị yêu nè,
chị bán con thí rồi, chị bán con thí. Xin ông chịu. Xin quá à. Ủa cái bông bạc mau lượm đâu rồi ta? Có hôm nay Thiên Nga luôn nha mấy anh chị nha. Mấy Thiên Nga luôn nha. Đợi xíu em lên cho. Chị Thí Lê muốn lên gì em cầm em lên cho chị Thí Lê nè. Chị anh Võ còn nó không chị anh Võ ơi? Trời ơi bông mò. Bông mò nè anh Võ nè. Bông mò nha tiền. Đọc lại cẩm thạch đi em. Ok đợi xíu nha. Ok Hoàng Duy nha. Cộng dây ngắn trên cổ em á là dây nhỏ nhất làm tiền công xe là 1.150.000. Hơn một lượng các mấy anh chị nha, hơn một lượng nha. 37.414.000. Là cộng dây nhỏ em đang đeo nha. Còn cộng dây trung á là tiền công xe 1.9 là 69.000.000 mấy anh chị. Sợi dây với công cho anh gì á Trần. Rồi ok. Là 69.000.000 nha. À, dạ có em đi Trần ơi. Chiếc nhẫn ngón trỏ đợi xem áo dáng hình tiêu kỳ ơi. Chưa có tính tiền chị ơi. Còn cái dây lớn em đang đeo á là tiền công là 2.125.000. 79.761.000 mấy anh chị. Bông mo kiểu khác hả chị? Rồi kiểu khác đợi xíu em báo giá kiểu khác cho. Đây, anh Trần Danh ơi. Và chị gì ơi. Đây anh trai ơi, với chị là anh trai nè. À, dạ, ok, ok Hy Võ nha, em cảm ơn nha. Hai chỉ 322 nhân với bạn 3270. Tiền công xe là 300.000. Rồi, à, mua vàng có tặng lịch không em? Dạ có mấy anh chị nha, mua vàng bên em được tặng lịch hết mấy anh chị. Có gì cái tiền đó mấy anh chị. Rồi, cái này với chị là 7.893.000. 7893 là mình có đơn mấy anh chị nha. Bông mo đợi xin báo giá cho. 7.893.000. Rồi anh Trần Danh ơi, anh có lấy thì comment giùm em nha. 7893 nha anh trai nha, tiền công sale 300 nha. À, dạ chưa có lịch mấy anh chị ơi, chưa có lịch nha. Tiền công sale là 300. Em có nhẫn màu đỏ luôn á chị, đợi xíu em lên cho mấy chị nha. Nhẫn đỏ cái này được không mấy chị? Được không Phan Thảo ơi, được không chị? Rồi 7893 em cháu cho anh trai của em luôn nha. Rồi chị nào mà khách mua hàng bên em mà được tặng lịch hết mấy chị nha. Yên tâm đi mấy chị, được tặng lịch hết á, mấy chị cứ yên tâm đi. Có gì mấy chị gác tiệm em nha. Chứ giờ chưa có lịch em cũng chưa biết nữa mấy chị ơi. Rồi lên gì đó mấy chị. Em cháu cho anh Trần Danh rồi anh trai ơi. Chị Tina Thông ơi còn đó không chị? Tina Thông ơi còn đó không chị ơi? Chị Diện Mì nè chị nè, chị gái nè. Chị Diện Mì nha. Chị Hậu Sinh Biển không em? Hậu Sinh Biển hả? Em có nè mấy chị, hôm nay em lên chủ đạo là tông màu trắng không mấy chị ơi. Em lên chủ đạo tông màu trắng không à. Rồi mấy chị đợi xíu em báo giá lại cái bông tay mo lên vòng thịt mấy chị nha. Anh chuyển khoản cho em 6 triệu cho anh trai Trần Danh ơi. Anh ơi chuyển khoản cho em 6 triệu còn đi hàng cho anh nha. Rồi 32 hết á. Dây trong cùng khoảng bao nhiêu rồi đợi xíu báo giá cho mấy chị nha. Đợi xíu báo giá cho. Rồi có nhãn anh đi 14. Mấy anh chị đợi em xíu nha mấy anh chị. Con mình em đến tiền mà em đâu đi nữa đâu, chạy một xíu mấy anh chị đợi em chút nha. Đừng có rời khỏi màn hình mấy anh chị nha. 9329 nha, với bạn 3270. Tiền công xe 300.000 cho mấy anh chị luôn nha. Rồi cái này là 3.338.000. Rồi 3.338.000. Tiền công xe là 300.000. Đi 14 mấy anh chị nha. Rồi cái nhắn bột trà nha, cho xem như mì. Dạ ok rồi, xếp cho như mì mấy chị cho. Rồi đợi xíp đi. Chiều dài, chiều em chiếu theo được không? Được, được anh trai, được anh. Rồi em có cái dòng cấm thạch này, em có tờ đi 48. Tờ đi 48 ở đây 56-58 luôn nha mấy anh chị nha. Trọng lượng dài nó xem mấy chị, em tính khoảng 1.2 nha. Cho nhớ bạn 3270, tổng lạnh cho con, theo cho em. Chưa à. Tiền công em sale là 850 mấy anh chị. Tiền công sale là 850 nha, cho lên xíu mới lạnh đi nóng quá. Rồi, cái này là 4.8 giùm em. 4.8. Tiền công sale là 850 à. Rồi, tiền công sale là 850 mấy anh chị nha. Vòng cẩm thạch có khóa luôn nha quý anh chị. Có khóa nha. Ok, đi ra thông đợi xíu mình báo giá cho. Có khóa nha mấy anh chị nha. Cái này vặn ra vặn vô cho mấy ngoại, mấy gì hay là cho mấy chị cũng được nữa ha. Đó. Cái màu rất là xinh luôn, nhãn hột màu trà. Ok, cháu chị Hoa Nguyên của em luôn nha. Em cảm ơn chị Hoa Nguyên Akara của em nhiều nha. Hoa Nguyên bên mét nè. Rồi, ok chị yêu. Sau này nó kêu ở nước ngoài mà không để nước ngoài ta. Kỳ vậy ta. Ok, ok.
Dạ xi men hôm nay em không có lên mấy anh chị ơi. Xi men hôm nay em bệnh quá, em chưa khỏe hẳn, em chưa có lên mấy anh chị. Để có gì bữa sau em khỏe khỏe em lên mấy chị nha. Nhãn trà hết rồi, mất tiêu rồi, về gia đình ơi. Để em lên phong trà khác mấy chị chốt nha. Rồi có chị em lấy bằng cẩm thạch không? 3328 hết rồi, mất tiêu rồi mấy anh chị ơi. Cái nhãn trà mấy chị chốt quá chừng luôn. Cho gom hết nhãn trà vô chị ơi, nhỏ ơi. Nhãn trà gom hết nhãn trà vô chị đi. Mấy anh chị có gì là chốt dần cẩm thạch giùm em không? 4.800.000 em nha, tiền công là 850. Em qua mẫu nha. Lấy đi bao nhiêu thì giùm em có đi đó nha mấy anh chị. Để em qua nha. Em qua, em lên cái gì mì đây. Đây mấy anh chị, cái dây này là tổng lượng vàng của nó là 2.44 nha. Tiền công em sale 3.270. Tiền công sale là chỉ có là 430 thôi mấy anh chị. Tiền công sale 430 quý anh chị nha. 8.409.000. Cho xem cho anh chị xem cái mặt hậu khồng nha em ạ. Ok có lên cho chị Helen Nguyễn nha. Cái lắc em đang đeo là 52.937.000 vị nghi giao, tiền công á là 1.500.000 nha mấy anh chị nha. Rồi nhá, không đã rồi xin báo giá nha em gái nha. Rồi 8.409.000 là mình có đơn mấy anh chị nha. 8409 là mình có đơn nha. 8.409.000 em qua mẫu ha. Tiền công sale là 430. Dạ nhãn bên phải không có hột đen mấy anh chị ơi, không có hột đen mấy anh chị. Rồi tia thăm ơi, cái lấy gì đó thì các bạn giùm em nha. Cái giá hột vàng này nãy cứ pháp nhiều không mất tiêu rồi. Cái giá hột vàng này cứ pháp là 2.671.000 mấy anh chị ơi. 2671 giùm em mấy anh chị nha. À, có dáng nam con ngủ không em? Dạ có mấy anh chị ơi, dạ có nha. Dòng mo chưa có bị hàng mấy anh chị. Chị á, chị Ngọc Ngọc Kim ơi. Đây là chị Ngọc Kim. Cái nhẫn này là 2.671.000 nha Ngọc Kim nha. 2.671.000. Bông chị đang đeo là sát bụ hay là rồi. Rồi nha em gái nha. Rồi nha. Rồi tôi đang thăm cháu có dây nha. Đây. Rồi chị này cháu đã thành công vô alo giùm em mấy chị. Bé nó hình qua cho mấy chị nha. Đây nè mấy anh chị ơi, em có vô nhẫn trà nè mấy anh chị nè. Nhẫn trà nè mấy anh chị ha. Nhẫn trà là xím lên nữa cho mấy anh chị nè. Mấy anh chị nào có muốn lên bông tay không nè, comment giùm em nha. Rồi em lên cho mấy anh chị chốt nha. Bông hôm nay bị ngập tràn mấy anh chị ơi. Cái này đi 12, 13 hơn quý anh chị nha. Tiền công là 359 ha. Tiền công 359 9/18 nhân cho 3270. Tiền công xe 359 ha. Rồi cái vô màu trà này là 3.392.000. 3392 mấy anh chị nha. 3.392.000 là mình có đơn ha. 3.392.000 là mình có đơn. Xin chào mấy anh chị. Xuất sắc ha. Quá đẹp luôn. 3.392.000. Ủa mấy chị hỏi cái dòng cẩm thạch quá chừng mà sao thấy lại chừng. Bông bạc ok. 3.392. Tiền công sale là 390. Bông phong hậu quá chị. Toàn theo sắc tay chị cho đây cho đi. Đẹp quá mấy chị ơi. 3.392.000 em qua mẫu ha. Em qua mẫu. Rồi cái gì nữa là ta. Bông bạc rồi lên bông bạc nha. Bông bạc đơn giản đó chị trên đây được không nè. Bông bạc. Bông sáp tay. Đây. Đó chị. Em có lên một đôi tay sáp tay cho quý vị nha. À cái bông này. Bông này như nó có mấy màu rồi đó chị. Chị gái như nó có mấy màu gì đó. Màu xanh màu đỏ vậy đó. Thấy là thì Kim Hương rồi. Đợi xíu mình báo giá tiền cho. Ok chị biết rồi. Em biết rồi chị Tinh Thông ơi. Cái nhắn màu đỏ là đi 12 nha. 11, 12. Tiền công sale là 320. Ok chị biết rồi chị, em còn tiền dư. Rồi cái nhắn hồng đỏ là 2.315.000. Nhắn màu đỏ là 2.315.000 nha mấy chị nha. Hello chị Dung nha. 2.3 cái nhắn hồng đỏ là mấy chị nè. 2.315.000. À, có nhẫn si không em gái hả? Có nhẫn si không là nhẫn gì ta? Nhẫn kiểu gì vậy chị? Em không biết mẫu đâu chơi. Bông ngò chạm máy hả? Để coi chạm máy bản lớn có lấy không nè. À, xem bông tay đi em. Dạ ok. Tấn cái bình thường. Bé anh ơi, bán hàng không?
có bán hàng không? Cho chị cái bông tay mau bản lớn á. Nhớ hậu trà có điều bố không em, mày phải chỉnh đi lại chị Ngọc Kim nha. Chị Ngọc Kim muốn là chỉnh đi cho chị không, đợi qua mẫu khác nha. Nhãn bông đang đeo tiền công là 550 gì nè. Tiền là 550 chị. Nhãn bông đang đeo tiền công là 550 nha. Một chỉ 772. Cái nhãn bông là 6.344.000 mấy anh chị ơi. 6.344.000 nha. Nhãn bông xanh đó mấy anh chị. Thôi em. À, không có cộng cộng chị ơi, chị bảo anh ơi phải bông này không, dạng bông này không chị bảo anh ơi phải không chị, đúng thì ok giùm em của chị gái nha. Dạ đợi xíu con lên lát cho mấy chị cháu cho, không có đi theo chính mấy anh chị ơi, không đi theo chính nha, số chính không có mấy anh chị. Lên bông tai bông học bạc là mấy anh chị nè, lấy nào lên cái đó trước mấy anh chị ơi, chứ vậy yêu cầu nhiều quá không lên hết được mà lên tùm lum nữa. Không biết sao lên luôn các mấy chị nha. Bây ngọc trai nha, tiền công sale 230 ha. 5 phân lẻ 4 nhân cho 3270. Tiền công sale là 230. Rồi 1 triệu 1 triệu 878 ngàn mình có đơn mấy chị ơi. 1878 là mình có đơn nha. 1 triệu 878 ngàn. Rồi 1878 con nhỏ gì đi em. Tiền công sale là 230 nha quý anh chị nha. 1 triệu 878. Dạ nhẫn trà là 3.392.000 đó chị Na Nguyễn ơi. Em chào chị. Rồi 1.878.000 em qua mẫu ha. Chị ơi nhắn tin xong hết trả lời á. Giờ em bỏ cho Jerry ok chị Jerry. Chị Jerry cần hỏi cái gì đó này không chị Jerry? Em comment lên đây em hỏi cho mấy chị Jerry luôn nè. Xin chào mấy anh chị. Lắc tay là 3 lượng 1, 3 phân 2 cho quý anh chị nha. Bông sắc tay hả mấy chị, đợi xíu nữa bông sắc tay mấy chị chốt nha. 31 chỉ 32 nha. À, nhỏ hơn đó không có, không có em chứ có cả đó không mấy chị ơi, cả cả đó không mấy chị, cho xem lại hai bông tay chị mới lên. Nam ơi làm sao mua hàng á Nam Nam, ví dụ mình mua trên line nè thì là mình muốn thích cái bông tay như thế này đi, có nhẫn không hầu không? Dạ có chị, ví dụ bông tay này ha 1.878.000 mà chị thích bông tay này thì để lại giá tiền giùm em 1878. Rồi mình thoát cái like ra cho tin nhắn giùm em, rồi nhân viên gửi hình qua chị, rồi mình chuyển khoản cho em 1 triệu, còn lại thứ hộ. Nghe chị Nam Nam nha, chuyển khoản mới có hàng quá chị ơi. Rồi 31 chỉ 32 cho quý anh chị nha, giá vàng 3270. Tiền công sale đất tay này là chỉ có là 3 triệu thôi mấy anh chị, 3 triệu nha. Rồi 105 triệu 416 ngàn. Cái đất tay này mấy anh chị ơi, 105 triệu 416 ngàn mấy anh chị ơi. 105 triệu 416 ngàn nha. 105 triệu 416 ngàn. Rồi chị Đặng Loan hình như mới coi lại like sao chị Đặng Loan. Rồi em chốt cái bông tay 1878 của chị Đặng Loan nha. Rồi thoát cái like ra vô lô giùm em. Lấy hàng lạc 5 chỉ rồi xíu lên luôn chị gái ơi. Rồi lên vài bông tay sát tay cho mấy chị luôn nè. Xe đi chàng hỏi gì đó mấy em ơi. Nhỏ ra rồi chị Cẩm Hiền ơi, mẫu giày thiết kế em không biết cái mẫu nào hết trơn á chị. Chị biết chị có mẫu nào mới được chị ơi, chứ còn thiết kế em đâu biết mẫu nào đâu chị gái. Sát tay hình ngôi sao đây quý chị ơi, sát tay ngôi sao luôn các mấy chị nha. Đây là mấy chị, bông tay ngôi sao cho quý chị nha. Trọng lượng vàng của nó là 8/3 nha mấy chị. Ở ngoài trường có tiền công xe cũng khoảng là 4-500 á mấy anh chị. Nhưng mà trên cái loại này em xe tiền công rẻ nha. Em xe tiền công là 300 ngàn thôi. 3.014.000 mình có đơn mấy anh chị ơi. 3.014.000 nha. Tiền công xe là 300 ngàn mấy anh chị ha. Xin chưa mấy anh chị. Bông tay hình ngôi sao luôn ha. Vừa có tắm vừa là móc máy luôn nè. Sao trên sao dưới luôn mấy anh chị nha. À, chị Đặng Hạnh chốt đôi tay 1878. Đừng để lại số điện thoại của Đặng Hạnh nha. Để lại số nào đây kể gian người ta gọi điện đó chị. Cháu đâu bên em á là chị phải vô alo trong em, trong tin nhắn giùm em nha. Rồi nhân viên gửi hình qua chị nha. À, chị Phượng đổ chuyến khoản rồi. Ok em để xem chúng ta liền chị Phượng đổ nha. Nhận rồi luôn chị ơi, em nhận rồi đó chị. Con nhỏ đi Mỹ rồi. Nó mừng lắm. Chị nào nãy cây xe mà là hai cái đôn tay mới đưa lên bỏ xuống của ta. Phải đôn tay nào không chị ơi? Chị gái gì ơi?
có nhẫn lông rùa và nhẫn rùa hết hàng rồi mấy chị ơi, hết hàng rồi mấy chị. Thôi em lên đại mấy chị nha, bông tay mo nha, tiền công sale là 201. Nhẫn lông rùa đang về hàng mấy chị. Rồi bông tay là 2.322.000, 2322 mấy chị nha, tiền công sale 201 nha. Bông bạc mo nha, 2.322. Tiền công sale là 201 nha mấy chị ha. Chị không? em có cái nhẫn chạy nào đẹp quá mấy anh chị. Ok chị. Rồi 2.322.000 em cháu chị Ngọc Kim nha. Ngọc Kim Zalo giùm em là chuyển khoản cho em chị Ngọc Kim nha. Zalo đem tin nhắn giùm em là chuyển khoản cho em chị gái nha. Chúc mừng chị nha. Rồi chị Đặng Hạnh ơi, thoát like ra Zalo giùm em chị Đặng Hạnh ơi. Bé nó hình qua chị nha. Em có một cái nhẫn chạy nào si 3 màu luôn. Bông mo tròn hả chị? Bông dài hình vuông hả? Bông dài hình vuông rồi đòi ship lên cho mấy chị chốt nha. Một cái nhẫn chạy nào luôn, tiền công tiền công sale là 300.000. Ai mới tràn thấy gì rồi chị ơi, comment lên lại giùm em. Bông mo tròn hả? Bông mo tròn không có chị ơi. Hồi nãy mình chốt một chiếc nhẫn ở bên chị mình đã lấy được không? Dạ được á chị Quỳnh Trinh kia. Được rồi chị ơi. Rồi cái nhẫn này là 3.724.000. Tiền công sale là 300.000, quá rẻ luôn mấy chị ơi. Đây mấy chị ơi. Dạ Đàn Loan ơi, chuyển khoản hết không có đi hàng được. Đàn Loan chuyển khoản trừ lại cho em 200.000 cũng được cái Đàn Loan nha. Rồi 3.724.000. 3.724 giùm em mình có đơn nha, tiền công sale 300.000. Rồi em qua nha. Hồi nãy chị nào hỏi có nhẫn đen không nè mấy chị nè, có nhẫn đen luôn đó mấy chị ha. Có nhẫn đen nha. Chị Hai Trần của em đâu rồi? Chị Hai Trần ơi, có nhẫn đẹp quá nè Hai Trần nè. Dây em đang đeo nó có 3 cỡ mấy chị, có 3 cỡ nha. Đây chị Thu Bích, phải không chị Thu Bích ơi? Phải không chị? Hay là cái này, phải không chị ơi, phải không chị? Cái này là tiền công là 300.000, 8/26 nhân cho 3.270, tiền công 300. Là cái đầu bia hết này là 3.001.000. Trời tính lên đây bớt 3 triệu luôn. Còn bớt ngàn còn 3 triệu mấy anh chị. Hôm nay là 3 triệu giùm em nha. Tiền công xe là 300.000 mấy anh chị nha. 3 triệu giùm em, tiền công xe 300.000. Rồi. Em có hai cái dạng bông tai luôn mấy chị nha. Dây chị em đang đeo là 5 tắc mấy anh chị ha. Là 5 tắc nha. Dây nhỏ nhất là 1150 tiền công 37.414.000 nha mấy chị ha. Nhã hột trà em đeo bao nhiêu hả? Rồi Quỳnh Trinh Trương ơi, chị muốn giữ đơn lại chị. Là chị viết khoản cọc cho em 500 chị ơi. Rồi có gì chiều gì ra lấy cái chịu nha. Nhẫn rồi. Cho xe đồng hồ 5 chỉ hả? Đồng hồ 5 chỉ là nữ hay nam chị ơi? Nữ hay nam chị? Đi 13 thôi, 13, 14 vòng mà nhẫn kim tiền hả? Em không có vòng kim tiền, có nhẫn kim tiền được không? Em ra giải hình nãy giờ luôn á chị Hình Phụng ơi, kêu gì không thấy đâu hết trơn á, em lên lại cho. 3.724.000, tiền công là 300.000. Đi 13 nha mấy chị nha, đi 13 nha. Hình Phụng ơi, giờ có thật nha, tiền công sẽ là 8.550 ạ. 4.800.000 cho em mình có đơn nha nha mấy chị nha. Dạ không có gì lúc kia, không có gì lúc kia. Nay nhận được hai hàng rồi, ưng ý lắm, cảm ơn thì Bùi nha. Rồi tiền công sẽ là 8.550 mấy chị nha. 4.800.000 cho em. Tiền công là 480 mấy chị nha. Rồi nhã hột đỏ là 2.315.000. Chị Tiếp Anh Bùi ơi, chị lấy mày gì cho giá chị Tiếp Anh Bùi. Nên 15, ok chị có luôn. Bốn triệu tám rồi cháu Hình Phụng nha, tháo cái like alo giùm em chị ơi. Nhẫn trà bên tay trái bao nhiêu? Nhẫn trà bên tay trái là 3.392.000 mấy chị ơi. 3.392.000 mấy chị nha. 3.392.000. Chị Quỳnh Trinh Trương được hả chị? Được ạ. Rồi lên nhẫn kim tiền nha. Nhẫn kim tiền đâu ta? Nãy nhá có soạn mở kim tiền vì mấy chị đường nào cũng hỏi hết trơn á.
Ngày nào mấy chị cũng hỏi nhắn kiếm tiền hết trơn. Chị Nguyễn Bỉ cũng hỏi nè. Alo, đây. Dạ có đủ đi mấy chị ơi, em có đủ đi nha. Cái nhãn kim tiền này em sẽ tiền công cho mấy chị luôn nha. Đây, nhãn kim tiền em sẽ tiền công là 190 nha mấy chị. Rồi tiền công sẽ 190 nha, 5 phân 66 nhân cho 3 hay 70. Tiền công sẽ 190 ha, 2.041.000. Rồi 2.041 là mình có đơn mấy chị nha. 2.041.000 mình có đơn nha. Tiền công xe 190 nha quý anh chị nha. 2041. Ờ chị Trần Loan ơi, chị thoát ra vô lô giùm em bé đứa hình qua chịu nha. Em có hai cái đông tay ba màu đúng không anh chị? Em lên cho mấy chị chốt nha. Bông ba màu em mới nhập về hàng luôn nè. À lát em đeo có đi 5 chị đi 52 không hả? Chị Kim Ngân ơi, nhá hộp đỏ đây Kim Ngân nè. Nhá hộp đỏ là 2.315.000. Dạ chị Hiền trơ, dòng trơn có chị Hiền hứa ơi, dạ có chị. 2.315.000. Mấy anh chị thấy nhiều chưa mấy anh chị? Mấy anh chị thấy gì chưa mấy anh chị? Dạ có lắc 5 chị á chị Khoa Ngọc ơi, đợi xíu em ba lấy chị Khoa Ngọc nha. Xin chưa mấy anh chị? Nhãn hột xanh đó là em đang đeo là đi 14, 15 gì mấy anh chị nè. 6.644.000 hay gì mấy anh chị ơi. Cái dòng mà dòng kim cương nha quý anh chị nha. Khoảng 2.4 một dòng của mấy anh chị nha. Em có đủ sao đủ này luôn. Vàng 980 nha mấy anh chị ha. Vàng 980 nha. Ni tay là ni 10 12, 11, 12 gì á chị ơi. Dây nhỏ em đang đeo là 13, 37.414. Con ra lấy gì lắc tay giờ mà 5 chị. Ngọc Kim ơi, cháu có nãy đưa vô alo giùm em đi chị ơi. Cho nhắn em báo giùm em với chị. Rồi vòng chiếc dép có không? Dạ chưa có, con Điều Dung ơi. Nếu 12 chị, 11, 12 coi chị Kim Ngân nha. Nhắn kim tiền có nhỏ hơn luôn á chị. Có nhỏ hơn mà đâu mất tiêu rồi. Lấy chiếc nhẫn bi lầu sau đi em hả? Bi lầu sau hôm nay không có lên mấy anh chị ơi. Ba phân mấy có chị Nguyễn Bỉ ơi. Em cháu chị ba phân mấy được không chị Nguyễn Bỉ? Ba cháu ba phân rưỡi đi, khoảng ba phân rưỡi nha. 3.270. Tiền công xe chị 170 nha. Nó khoảng 1.3 đồng ý không nè chị Nguyễn Bỉ nè. Chị Nguyễn Bi gì ơi, đồng ý không nè. Chị Tiết Minh Bùi ơi, comment lại giùm em với Tiết Minh Bùi ơi. Lấy đâu ba màu có luôn á chị Lo Nguyễn. Em có sòm á chị nè, chị Lo Nguyễn nè. Hello Trần Ngọc Anh nha. Ok rồi cháu. Nhắn hôm mai chị, nhắn hôm mai dưới 80. Hôm nay em có sòm á chị ơi, chiều nay em lên nha. Có nhắn kiếm tiền 3 phần nè. Chú Lo Nguyễn Quảng nha, ok chị. Chị Quảng á, cái gì lên mất gì không mất tiền rồi. Trang Minh chúng ta tin nhắn giùm kìa bé ơi. Có nhắn con cụp nam mấy anh chị ơi, chiều nay em lên cho mấy anh chị nha. Con cụp nam, con cụp nam. Giá chị ngắn em đọc rồi mà chị gái ơi, 37.414.000. Giá chị ngắn đọc nãy giờ đúng hả chị? Đọc méo mỏ luôn á. Đọc 4 lần luôn rồi đó. 4.267 nè, cái dòng này nhân cho 3.270. Tiền công xe là 700.000. Cái dòng là 14.653.000. Tiền công 700 là cái dòng màu xanh đó chị nha. Còn cái chuyện là 37.414.000. Trời, lên tiếp mấy chị ơi, lên tiếp nha. Hôm phố bữa xử lý rồi đó mà. Chị Ami Trần ơi, em có nãy có nói là đủ đi rồi mấy anh chị, mấy chị, không nghe sao á mấy chị. Hỏi lại em hoài luôn á. Có nhân bếp luôn, đợi xíu lên nhân bếp cho. Bông trơn đẩy hả? Bông trơn đẩy đem coi cám lên cho. Rồi em có một cái đôm tay ba màu luôn mấy anh chị ơi. Dạ Simen hôm nay không có lên mấy anh chị ơi. Simen đi 60 mà có tiệm mấy anh chị. Rồi cái này tiền công sale là 300.000 mấy anh chị nha. 1.012 em cho 3.270. Tiền công sale 300.000. Rồi cái này là 3.609.000. Mình có đơn mấy anh chị. Bông 3 màu nha. Cái này đi 52 hả chị? Tiếp anh 10 52 nha. 3.609.000 mình có đơn.
3.609.000 nha mấy chị nha, tiền công xe 300.000 nha, 3.609. Nhãn phí đi 12 cáo luôn mấy chị ơi, lên mặt dây. Mặt dây nhiều miếng có sọ không nè. 3.609 rồi, cháu có chị Hoa Nguyên một đơn nha. Dạ nhìn cũng được chị ơi, giống có to không chị nha. Đi 52 chị Loan Bùi, chị Tiết Minh Hồ, Tiết Minh Bùi 52. Cái này là cháu với chị Hoa Nguyên một đơn bông tay ba màu nè. Rồi cháu chị yêu nha, cháu chị bông tay ba màu nè. Rồi đây chị Phan Thị Linh. Chị Trần Loan ơi, lên nhân VIP đi 12 đúng không Trần Loan? Dạ chị cháu ơi, chỉnh đi mấy bé báo phí cho mình chị ơi. Báo phí cho mình nhắn cái gì nha. Em còn một cái ba màu nữa mấy chị. Đợi xíu em coi em lên cho chị gái nha. Nãy lấy bông tay ba màu nó đâu mất tiêu nè. À bệnh, đúng rồi mấy chị ơi, em mập chứ em hay bệnh lắm mấy chị. Nó kìa mập quá bệnh mấy chị ơi. Đây cháu chị Kim Ngân cái nhẫn này nha. Đây chị gái gì ơi, chị quên mất tiền, chị Hoa Nguyên. Ừ, chị Hoa Nguyên ơi, đây này chị Hoa Nguyên có mấy vàng bông tay đẹp lắm nè. Chị mua được chưa, em lên lên cho cháu cho. Em có bông tròn, bông vuông rồi mấy anh chị. Bông tròn, bông vuông nha. Chấm chấm. Rồi ok, ok mấy chị đợi xíu chụp hình gửi qua cho mấy anh chị nha. Đi 12, nhận VIP đi 12. Đây, chị Nguyễn Loan ơi, Loan Nguyễn nè. Loan Nguyễn lấy bông tay nhỏ chị Loan Nguyễn nè. Lên lại em nhé, trời ơi lên lại nữa, khổ quá mấy anh chị ơi. Cái nhẫn kim tiền đâu rồi? Lên. Nhẫn kim tiền đưa qua rồi mà. Thế là cháu nãy giờ rồi đó, nhẫn kim tiền cháu cho chị. Còn bạn có tính tử cho chị đó. Lúc nãy giờ. Ừ. Không. Đây chị Loan Nguyễn ơi. Tiền công là 300.000 nè mấy anh chị ơi, tiền công 300.000 bông ba màu luôn nha, bông này bông nhỏ là chị Loan Nguyễn nè. 6/2 nha. Em nghe 3270 tiền công xe 300.000. Em biết mà, cái này là vào nhỏ vừa chị luôn nè. Rồi 2.327.000. Ok lên đồng nãy luôn cho mấy anh chị luôn nha. 2.327.000. Tiền công xe là 300 mấy anh chị nha. Đang đeo, bông đang đeo hả mấy anh chị? Ít bạc có luôn mấy anh chị ơi, đại xếp lên cho. Rồi cháu cho Loan Nguyễn một đơn nha, còn giờ cháu chung chị Loan Nguyễn không nè. Dạ được, cái bé xu nha, được nha. Chị Loan Nguyễn chứng khoản cho em 1.500.000 cái chị nha. Thố hết, Linh, Linh, Thố đâu Linh, cho Thố Linh. Chào Thố, chào Thố. Chào Thố. Rồi chụp hình cái nhẫn kim tiền, ra lấy nhẫn kim tiền. Ngãi đâu vậy? Ủa nhẫn kim tiền nãy mới đi qua chốt kìa, ra mất tiêu rồi. Rồi 2.327 rồi chốt luôn á chị. Ủa rồi em chốt luôn cho chị của em nha, chị Tâm Tâm Nguyên Thanh nha. Ok tiếng anh bùi vô alo giùm em ơi chị ơi, cái này chung có luôn tay ba màu nè. Đây mấy chị dép, mấy chị dép cho mấy chị nha. Cái gì á? Trời, đợi xíu em lên cái nhãn một chỉ rồi em qua vòng 980 để em lên bông bạc cho mấy anh chị nha. Đây này bông bạc trên đầu lên luôn nè mấy anh chị ơi. Tiền công sale là 290 nha mấy anh chị. 9/71 nha. Thanh ra 3270. Tiền công sale 290. Rồi, một đơn duy nhất mấy anh chị ơi, một đêm duy nhất luôn ha. 3.465.000. 3465 mấy anh chị ơi, tiền công sale 290 bông tay bạc trên đầu. Quá rẻ tiền công luôn mấy anh chị. Rồi, 3.465.000. Tiền công sale 290 nha mấy anh chị nha. Bông bạc như bông khoen nha, đeo không có bị hầm tay ha. Rồi em qua luôn. Chị Loan Nguyễn chốt rồi, chị vô luôn bé lấy hình qua gì cho. Lên cái gì nữa đây, lên cái gì nữa đây, cũng mất tiêu rồi. À, lên chị ơi, mất tiêu rồi. Nhẫn kim tiền chị đang đeo hả? À, chết. Em cảm ơn chị Lúc, chị Ngân, chị Kim Ngân nha, nhẫn kim tiền đang đeo luôn. Khùng ghê luôn á chị, thấy em khùng chứ mấy chị. Rồi nhẫn kim tiền là chị Amy Trần Di ơi, tiền công xe 190 nha. 2.541.000. 2.041. Khùng quá khùng quá chị ơi. Lá lạc 5 chỉ là bị cháy hàng quá chị ơi. Dây trắng mấy chị đại ca. Dây trắng mấy chị ok là xíu đại ca báo giá cho. Đi 12 này đi 15 lần.
mấy anh chị giấu đơn nãy giờ vô alo giùm em cái mấy anh chị ơi. Em cứ hình qua cho mấy anh chị nha. Chị á, băng mặt với hạ cáo luôn, vào đây đợi xíu mình em lên nha chị gái nha. Ủa không, em tiền cái nhẫn xíu xì ba phần á. Không có nhẫn mà, ở ngoài kia kìa. Đâu kia lấy. Đây chị Đằng Long ơi, em lên một cái nhẫn VIP này mấy anh chị. Nhẫn VIP đúng đi 12 luôn nha. Đi 12 luôn mấy anh chị ơi. Tiền 3 phần mà ai lên chắc cháy cái cạo đầu luôn á. Tiền công xe 359 mấy anh chị ơi. Em mới nhập về một chiếc duy nhất của mấy anh chị nha. Một chiếc duy nhất luôn, một chỉ 051 nhân cho 3270. Tiền công xe là 390 ha. Rồi 3.827.000. 3.827 mình có đơn mấy anh chị ơi. 3827 nha. Tiền công xe 390. 3.827.000. Chị Trang Loan có lấy comment giùm em chị yêu nha. Xinh lắm mấy chị ơi. Rồi qua mẫu. Dép đây, dép đây. Đợi xíu đại ca lên dép rồi xong đại ca lên vòng 980 nha cho mấy tình yêu nha. Đây mấy anh chị. Đẹp chưa mấy anh chị? Dép mà xí luôn nha. Chốt đơn cho Trần Lon luôn. Thế rồi chị ơi. Không còn. Rồi chị Đằng Lon, thoát cái like ra, vô alo giùm em gái gửi hình qua chị nghe chị Đằng Lon nha. Đây mấy anh chị ơi, dây là 4 chỉ 583 nha, nhân cho 3270. Tiền công xe là 509 vừa xi trắng luôn nha mấy anh chị nha. 15.576.000. 15.576.000 các mấy anh chị nha. Nợ bổ em mới lủng củng rồi mấy anh chị ơi, rồi chém với nhau rồi mấy anh chị. 15.576.000. Xin chưa mấy anh chị? 15.576.000. Tiền công xe là 509 mấy anh chị nha. Em qua nha. Chị Lúc Kỳ hồi nãy muốn lên gì? Chị Lúc Kỳ Bông Chí Hào đâu rồi? Bông Chí Hào đâu rồi ta? Ủa chấm chấm bà đây nè mấy anh chị. Chấm chấm lên giùm em mấy anh chị ơi. Sao chấm chấm đứt? Đứng cứ ngắt kìa mấy anh chị. Đây bông già đây mấy anh chị ơi. Bông già nha. Trọng lượng về là 6.09 nha mấy anh chị nha. Tiền công xe đó là chỉ có là 270.000 thôi. Bông bạc luôn. Trời 2.261.000 mấy anh chị ơi. 2261 giùm em mình có đơn mấy anh chị bông chí hờ nha. Bông bạc luôn nha. 2.261.000 em qua mẫu ha. 2.261.000 tiền công sale là 207 ha. 2.261.000 tiền công 207. Chị vào Lê ơi, giờ có lấy comment giùm em mới vào Lê nha. Ủa này chồng đảm được người ta. Rồi em cháu vào Lê luôn. Vào Lê vô alo giùm em. Vào Lê có nhẫn chưa hà luôn rồi chị lấy luôn không chị vào Lê. Con mà. Được rồi. A Mi Trần ơi. Lên lắc toàn ten chị ơi hả? A Mi Trần ơi, nãy giờ em comment của chị quá chừng luôn chị A Mi Trần ơi. Chị Hồng Lê cháu bông tay nó chị Hồng Lê. Chị Hồng Lê ơi, bây giờ đợi xíu em ra em coi nếu mà còn em cháu cho mình nó chị Hồng Lê nha. Chứ vì em có em soạn cho có một đơn không mấy chị. Vào Lê nè. Hồng Lê nè. Vào Lê bông tay chị Hà nè. Ủa? Số 1, 1 rồi. Bây giờ anh ra anh coi còn đơn tay nữa không? Cháu có vào Lê, Hồng Lê luôn. Còn nếu em có thì cháu có mẫu khác. Báo giá đi 50, chị Thiết Minh Bùi em gái. Đây mấy anh chị, cái dây em đang đeo rồi mấy anh chị này, em thấy từ từ nha. Một lượng 109 nha mấy anh chị nha. Một lượng một chỉ không phân 9 ly nha. Tiền công ngoài trường xe tầm khoảng là có 2 triệu mấy. Nhưng mà trên cái loại này em xe tiền công chỉ có là 1.150.000 thôi mấy anh chị. Xe quá rẻ luôn nha. Một lượng mốt hơn mà tiền công có 1.150.000 thôi. Quá xe rẻ mấy anh chị nha. Cái dây này chị đã lấy comment giùm em 37.414.000. 37.414.000 là mình có đơn quý anh chị nha. 37.414.000. Rồi em qua mẫu nha mấy anh chị nha.
bé đi gửi lên đùi nha. Ủa em có một cái lông tay bạc trái tim luôn nè mấy anh chị, bông bạc trái tim nha, bông bạc trái tim, bông chừng nào thì quá chừng luôn nè. Có chị nào muốn lên bông thằng tay bông thắt tay nè mấy anh chị ơi, comment giùm em lên cho mấy anh chị chốt cho. À lên bông tròn bông vuông nha mấy anh chị, tròn vuông em mới về nha. Ai em Hồng lên từ từ để được có đường không đó, để coi có đường không em. Vào lên là chiến khoản ra đi mình lấy luôn á. Đây mấy anh chị, em có bông tay tròn bông tay vuông nha mấy anh chị nha. Trọng lượng về là khoảng là cỡ là 4/9 đi ha mấy anh chị, nhân với bạn 3270 nha. Tiền công sale chỉ có là 200, tiền công sale chỉ có là 260.000 thôi. Rồi 1.862.000 mình có đơn quý anh chị ơi, 1.862.000 mình có đơn mấy anh chị nha. 18 bông tôi dài có lên châu ơi, 1862 mình có đơn, tiền công sale là 260. Chị dây ơi, cái em có lắc tay lên lạc mà móc máy với dây sở vậy nè, 5 chỉ cái gì, 5 chỉ. Bông trái tim có luôn tình yêu, trái tim lên cho tình yêu nè. Đây mấy anh chị, 1.862 nha, tròn, vuông. Giờ lấy cái nào kèm em dùm em các quý anh chị nha. Bông trái tim đây, bông tua dài luôn đây. Chị Linh Châu em có một bông tay tua dài là chị Linh Châu nè. Hết rồi hả con? Rồi chị Hồng Lê ơi, cái bông hồi nãy bông trời không chấu được rồi chị Hồng Lê nha. Đó có một đơn rồi chị Hồng Lê ơi, em chấu thì vào Lê nha. Rồi bông tua luôn, tiền công sale là 300.000, 7/5 nhân cho 3270, tiền công sale 300 cho mấy anh chị nha, 2.605.000. 2605 mình có đơn quý anh chị nha, 2.605.000. Ok chị vào Lê, ok chị, 2.605.000, tiền công sale 300 cho mấy anh chị nha, tiền công sale 300.000 nha. Xin chưa mấy anh chị, quá xin luôn nha, 2605 một đơn nhất. Bông bạc hột trà pháp em hả? Bông bạc hột trà pháp để em coi cám lên chịu nha. Có luôn, cái tim ngắn luôn. Chị không biết nữa, bên Mỹ đưa ngoài luồng em. Đây mấy anh chị, 9/61 nhân với bằng 3270, tiền công cái nhẫn này em xe cho mấy chị là tiền công là chỉ có là 300 nha mấy chị nha. Rồi 3.472.000, 3.472.000 mấy chị nha. Có bông tròn lớn không? Dạ có luôn Trang Vũ ơi, bông khoen lớn con ra lấy gì, bông khoen tròn phô mai và cười lớn đi 12/13 mấy chị nha, 3.472.000 nhẫn xi vip luôn mấy chị, xi vip nha. Có gì Trang Vũ đợi ship lấy nha, 3.472.000, tiền công xe là 303 nha. Rồi lên tiếp một cái đôi tay đây mấy anh chị, bông nó tim ngắn nha, trọng lượng về là 7/76, tiền công ngoài trường là mỗi là 4-500 mấy anh chị nha. Trên live này em xe tiền công chỉ có là 2.59 thôi mấy anh chị ơi. Ok chị Linh Châu nha, 2.828.000, 2828 mình có đơn quý vị nha. Còn ở đây nè, 2.828.000. Rồi chế kim viên nha, tiền công là 259 gì nữa. Chị Ngọc chưa có trả cho em cái thước nha, chị Ngọc nha. Rồi một đơn nhất quý vị nha, 2.828.000, 2828. Rồi con cháu cô kim viên có nhẫn nha, 3472 cho cô kim viên nha. Không muốn trừ hả cô? Không muốn trừ hả sao cô? Đây em có một cái đôi tay tua dài luôn rồi chị yêu nè. Rồi tiền công xe cho mấy chị là chỉ có là 260 nha mấy chị nha. Rồi bông khoen tròn có luôn chị yêu nè, bông khoen tròn lớn có luôn nha mấy chị nha. Rồi tiền công xe là 6/96 nhân cho 3270, tiền công xe 260. Rồi bông tua dài luôn, 2.536.000. Chị Quỳnh Trinh Trương ơi, ok chị Quỳnh Anh Trương, có gì chị lấy đi chị, ưu tiên chị nha. 2.536.000, 2536 mình có đơn quý anh chị nha, em qua nha. Lát nhẹ vàng hôm nay con nhỏ nó có sợ luôn mấy anh chị ơi, chiều nay em lên cho mấy anh chị nha. Chiều nay em lên cho mấy anh chị, biết sao con nhỏ nó có sợ luôn mấy anh chị.
Cô lắc cái gì? Chạy sao con kia không có con? Không em, trên nhanh dưới khoảng hả? Ở ngoài đó còn em. Chị Khoa Ngọc ơi, còn đó chị Khoa Ngọc, có chị gái nào nãy hỏi em lắc tay năm chỉ nè. Chị yêu ơi, cái lắc này đi 54 cái mấy chị nha, 54 đây vừa nha. Chị Khoa Ngọc ơi, 5 chỉ 252 nhân cái bàn 3270. Tiền công xây cho mấy chị là chỉ có là 550 thôi ha. Rồi 17.724.000. Vậy luôn hả? Cảm ơn chị Kim Duyên nha. 17.724.000, chị Khoa Ngọc có lấy comment giùm em cho Khoa Ngọc nha. 17.724.000. Tiền công là 750 gì đây? Là 550 mấy chị. Tiền công 550 mấy chị. Đó là lật 5 chỉ mấy chị nha, hơn 5 chỉ xíu à. Rồi, bông khoen tròn lớn nhất luôn. Em thích bông khoen lắm mấy chị, thật sự bông khoen em thích lắm luôn á. Đây em đây mấy chị xem nha. Bông khoen này ha. Bông khoen này tiền công sale là cho mấy chị là 250 nha. Bông khoen lớn luôn mấy chị, sale 250 luôn nha. Màu chỉ 265 sale quá rẻ mấy chị ơi. Rồi, nhẫn hoa ngón giữa là 6 triệu mấy đó chị, đợi xin báo giá lại cho. 4.387.000. 4387 mình có đơn quý anh chị nha. 4387 mình có đơn nha. Tiền công sale là 250. Rồi, cái nhẫn bông này là tiền công là 550 nha mấy anh chị nha. 1 chỉ 772 nhân cho 3270, tiền công sale là 550. Cái nhẫn bông đó là 6.344.000. Tiền công là 550 à. Rồi chị Trang Vũ ơi, chị lấy bông tay khoen không chị Trang Vũ ơi? Chị Trang Vũ lấy cái luôn cái nhẫn đó không chị? Rồi em lên tiếp một cái nhẫn hột trắng đi 15 luôn các mấy chị ơi. Hột trắng đi 15 nha. Tiền công sale là chỉ có là 390 thôi. Rồi 1.078 nhân cho 3270, tiền công sale là 390 nha quý anh chị nha. 4 triệu mấy em, rồi đợi xíu báo giá lại cho. 4.387.000 Trang Vũ ơi, chuyển khoản cho em 3 triệu đi, còn lại thu hồi cho Trang Vũ nha. 4387, 3.915.000. 3.915.000 là mình có đơn quý anh chị nha. Ở ngoài trường tiền công sale là khoảng là cỡ là 6-700 nha mấy anh chị, không có rẻ hơn đâu nha. Bông bạc toàn tan vuông đi chị hả? Bông bạc toàn tan vuông. Rồi để em coi có lên cho chị yêu luôn nha. Chị Hoa Ngọc ơi, còn đó không Hoa Ngọc ơi? Chị Hoa Vũ có lấy thì comment giùm em nha. Nhẫn đi mấy hả? Nhẫn đi 15 á chị, hột trắng em đi lên đi 15 nha. Rồi ok, cháu Trang Vũ một đơn nha, 4387. Rồi chuyển khoản giùm em cho chị yêu nha. Chuyển khoản giùm em cho chị gái nha. Rồi em lên tiếp mấy chị chốt luôn. Ok Đăng Vũ, ok gì Đăng Vũ à. Bông bạc toàn tay hột chuông. Đây chị ơi, em có bông đít để cái chị nha, không có bông bạc cái mấy anh chị nha. Đít để em có bông bạc. Bông bạc là em qua mẫu khác nha mấy chị nha, mẫu khác kiểu khác nha. Chị Loan Nguyễn ơi, chuyển khoản cho em chưa nè. Chuyển khoản cho em lên đơn luôn nha. Rồi em có một cái đôn tay xin chưa mấy anh chị? Dạ, dây đinh của em nó có hai cỡ cái chị Thủy Tiên nha. À, một cỡ là cỡ lớn á chị, cỡ là 2 lượng mấy á. Còn cỡ là cỡ nhỏ á chị nha. Chị ra alo tin nhắn nhé. Ok Đăng Vũ, ok. Đây, lắc là lạc nhỏ chị ra em lên nha chị Hiền Dương nha. Tiền công sale là chỉ có là 390 thôi nha mấy anh chị. 390.000 tiền công nha. Vừa bi nè mấy chị nè, bi thấy chưa mấy chị? Vừa cái tấm vuông luôn nha. Chỉ có một đơn thôi mấy anh chị ơi. Một đơn nhất nha quý anh chị nha, một đơn nhất. Tiền công sale là 390 nha. 9 phần lấy 5 nhân cho 3270, tiền công sale 390. Rồi, đôn tay này có giá trị là 3.349.000. Ở ngoài trừ tiền công tầm khoảng 6-700 các mấy anh chị nha. À, nhãn hộp vàng đang in tiền đó chị. Hết luôn rồi Quỳnh Lê, Trúc Quỳnh Lê ơi. Nãy lên đây đầu tiên hết luôn rồi chị. Chị nãy đổi màu vậy. Chị có lấy không em, không lấy lên bán lại cho khách nha. Ừ. Rồi 3.349.000 mình có đơn. Một đơn nhất mấy anh chị ơi. 3349 nha mấy anh chị. Tiền công sale 390 nha.
Chị xem vòng bên 52 hả? Vòng 52 em có vòng này được không chị? 50 nè. Vòng này nè. 50 được không chị ơi? 50, 52 để đau lại cho nó chắc chắn chứ để báo bại nữa. 50 không á chị ơi? 50 nha. Mình muốn chỉnh đây ra không á chị nha. Muốn cái giờ mày chỉnh đây ra giùm em nha. Hai chị 4, 10, 31 nhân với bạn 3,70 ha. Tiền công xe là 350 thôi. Đi 50 không á chị nha. 8.299.000. 8299 mình có đơn nha quý anh chị nha. 8.299.000. Có chị nào muốn em lên vòng 9-10 hồi nãy đây không á anh chị? 8.299 nha. Tiền công xe 350. Em có một dạng bông tay bạc chà nâu luôn á, củ chi luôn mấy anh chị. Bông bạc củ chi không mấy anh chị nha, móc máy ở trong nha, móc máy ở trong, tắm ở ngoài ha. Tiền công sale là 290 nha. À 6/28. Chân chơi. 6/28 để em coi có bông không mấy chị nha. Tiền công sale là 290 nha. Bông bạc củ chi luôn. 2.344.000. 2.344 là mình có đơn quý vị nha. Lên tiếp bông, đang lên bông chị ơi. 2.344.000 mình có đơn nha. Tiền công sale là chỉ có là 290 thôi. Mấy chị muốn lên bông này mấy chị, ông em lên hàng tọt, dài hay ngắn em lên hàng lọt nha. Bông ok. Em nói mấy chị nghe nè, cái dòng này là dòng vàng cái 80. Thì thứ nhất là mình đeo mình phải dưỡng mấy chị nha, vì nó là dòng mềm ha. Nhưng mà nó có khóa luôn. Nó có khóa nha quý chị nha, nó có khóa nha. À, tiền công sale cái dòng này là chỉ có là 390.000 thôi mấy chị. Tiền công sale là 390 nha. À, trọng lượng vàng nó xem nè, nó có 2.2 nè, 2.3, 2.4, 2.5. Nó có 2 chỉ nữa, 2.1 nữa mấy anh chị. Thì là cái nào mà nó đâu cùng đi thì mình lấy mấy anh chị nha. Thì trọng lượng nó có xem nha một chút xíu. Của Phương Kiều đi hàng luôn em. Rồi, cái này là em xe tiền công với là 390.000. Em tính khoảng là 2.4 đi mấy anh chị nha, 2.4 nha. Nhân giá vàng là 5.130.000. Tiền công xe là 390. Rồi, một cái dòng này có giá trị là 12.700.000 giùm em. 12.700.000 giùm em. Tiền công xe là 390. Thì trọng lượng nó khác trên nha, một chút xíu cho quý anh chị nha. Mình lấy cái nào đi tay bao nhiêu comment giùm em mấy anh chị. 12.700.000 giùm em. Là mình có đơn nha quý anh chị nha. 12.700.000 giùm em là mình có đơn à. 12.700.000 là mình có đơn nha. 12.700.000 giùm em. Xin chưa mấy anh chị? 12.700.000 giùm em là mình có đơn nha. Rồi, chị lấy comment giùm em đi mấy tình yêu ơi. Chị đã lấy thì comment giùm em nha. Rồi chị đã lấy thì comment giùm em đi mấy anh chị ơi. Rồi em qua mấy anh chị, em qua dòng 980 nha. Xin chưa mấy anh chị. Dòng công ty 980 luôn. Quá xinh luôn mấy anh chị ơi. Chị Hoa Nguyên chị còn nó không chị Hoa Nguyên? Chị Hoa Nguyên ơi nè. Alo, alo đầu này chị gửi hơi chị quay hết đi khoảng. Đây mấy anh chị, em có một cái dạng dây chỉ Hà Đôi thì mấy anh chị nè. Dây chỉ Hà Đôi mấy anh chị nha. Ủa sao chấm chấm bài lên giùm em đi mấy anh chị, chấm chấm lên giùm em nha. 2.5 em xuống đó mấy anh chị. 2.462 nha mấy anh chị nha. À, lát đeo là ha, 1.5, 1.7 mấy anh chị ơi. Chị Hoa Nguyên, cái dây đẹp quá là chị Hoa Nguyên nè. Em nên bông tay hình con bướm hả? Con bướm đó em hết hàng rồi chị Hành Hồng ơi. Em hết rồi mấy anh chị. Em chỉ còn bông tay con bướm một màu thôi. Hột trắng mới gì hỏi hết rồi. Chị Hoa Nguyên có dây đẹp không? Chị Hoa Nguyên. Dây tàn xinh lắm á chị Hoa Nguyên. Lấy dây đi chị ơi. Tiền công xe cho mấy chị là 553 mấy chị nha. Lấy giấy vỡ chị nó gói trước nha. Nếu mà hết báo nha. Đây mấy anh chị, dây chuyền mấy anh chị nha. 8.581.000 mình có đơn mấy anh chị ơi. 8581 nha, tiền công sẽ là 530 nha quý anh chị nha. 8.581.000. 8581 mình có đơn mấy anh chị nha, tiền công sẽ là 530 nha. Dây khoe dây chuyền đôi mấy anh chị, dây chuyền liền mặt đôi nha, hai tầng luôn nha. Xinh quá mấy chị ơi. Nó có chữ CD nè mấy chị nè, chữ hờ nè ha, chữ chà nồi luôn. Xuất sắc cho mấy anh chị nha. Dây chuyền liền mặt đôi luôn.
8.581 ngàn, mình có đơn quý vị nha, 8581. Rồi biết ngay mà chị thấy cháu có lắc tay đó thôi, vì lắc nó xinh quá mà chị, nó đúng tên của chị nữa, đúng không chị, nó xinh, nó giống lắc tay của chị nữa nè. Ngoài tiệm, ngoài tiệm không có chị ơi. Rồi cháu chị Hoa Nguyên nha, chị Hoa Nguyên một cái dây chuyền nha, đẹp lắm á chị. Cái dây đó em lên em suy nghĩ tới chị không luôn á, mà mấy chị có coi like không thôi. Lên dây điện mặt đi em ơi, chị bảo qua cho em nè. Đây mấy anh chị, em có lên một cái dây liền mặt nữa mấy anh chị nha. À, trọng lượng vàng là khoảng là cả 9/25 nha mấy anh chị nha. 9/25 nha. Nhân các bạn 3270 ha. Tiền công sale là 300 390 nha mấy anh chị nha. À, lắc tay em đang đeo là 1,5 lượng. 1,5 lượng hơn nha mấy anh chị nha. Tiền công sale 1,5 triệu nha. 52.937.000. Rồi còn dây chuyền này là 3.415.000. 3415 mình có đơn à. 3.415.000. Tiền công xe là 390 nha mấy anh chị nha. Tiền công là 390 nha. Rồi em qua mẫu luôn nha. Có chị nào muốn em lên giá không nè mấy chị nè. Lắc tay hả, lắc tay hồng như hôm nay. Con nhỏ sợ lắc tay lớn lớn không mấy chị ơi. Sợ mấy lắc lớn lớn không mà chứ không có lắc nhỏ mấy chị. Lắc nhỏ có gì chiều nay em lên nha mấy chị nha. Chị em lên nha. Em có một cái dòng ngũ sắc này mấy anh chị nè, xin cho mấy anh chị. Cái này là đi tay 54 nha. Chị nào vừa đi lấy được, còn không vừa đi không lấy được nha mấy anh chị, không chỉnh sửa được nha. Một chỉ 435 nha với bằng 3270. Tiền công em sale cho mấy chị nha, sale sát luôn nha. Tiền công sale là 459 thôi. Sale hết 50% cho mấy anh chị luôn nè ha. 5.182.000. 5.182.000 mình có đơn quý vị nha. 5182. Còn chị nào muốn lấy cái lắc tay mà dạng khoan lặt mà 5 chỉ nhẹ hơn á, chị bê 2-3 chỉ đi hả, chị bê 2-3 chỉ để coi có lúc này không nè, không có chị đây lên nha. Không có 2 chỉ rồi trong đây rồi, chị Linh Phương ơi. 56 không vừa rồi bé đẹp ơi, bé đẹp vừa gạo ơi, không có vừa rồi. Rồi cái dòng mà 5.182.000 mấy chị nha, tiền công xe là 490 nha. 5.182.000, tiền công sale là 490 nha mấy anh chị, đi 54 nha. Rồi em qua nha. À, chụp lại cô, cho cô chụp cái lắc tay đây cô. Ok, chị Hoa Nguyên, cảm ơn chị nha. Chị Giang Lan Giang vậy nè, lắc tay đây chị ơi. 52.937.000. Chị nào mà cháu hôm nay thành công được cháu đẩy mấy chị nha. Còn ra tiệm em giá sẽ cao hơn một xíu không mấy anh chị. Cao hơn một chút xíu nha. Dòng ba anh chị đây lên mấy anh chị nha. Ok, chúc chị ngủ ngon nha. Rồi lắc tay 5 chỉ nè mấy anh chị, 5 chỉ hay hơn nha. Tiền công sẽ là 5,5 lượng. Rồi 17.724.000 mình có đơn mấy anh chị ơi. 17.724.000 mình có đơn nha. Màu xanh này có vàng mồng rồi mấy chị ơi. Với liền mặt chị đem lên cho chị Hằng Ngọc nha, chị đem lên cho. Em có một cái nhẫn VIP đi lớn nè mấy anh chị, đi 18 mấy anh chị nha. Đi 18 nha. Trọng lượng là 1 chỉ 647 nha. Nhẫn với vàng 3270. Tiền công sale chỉ có là 450 thôi. Nhẫn VIP luôn nha mấy anh chị nha. Rồi 5.836.000. Dòng xi măng 2 chỉ rưỡi vậy không có chị ơi. 5.836.000 mình có đơn mấy anh chị nha. 5.836.000 tiền công sale là 450 ha. Xin chào mấy anh chị. Quá đẹp luôn ha. Đây, à, có màu xanh giống nhẫn không? Dạ, màu xanh giống nhẫn không có chị ơi, không có không mấy chị nha. Không có mấy chị, có kiểu khác không mấy chị ơi. Không có nhẫn nha. Đây nè mấy anh chị, em có một cái đông tay bông bạc mấy chị nha, bông bạc bạc nha. Tiền công sale cho mấy chị là chỉ có là 290 thôi. 6044 ha, nhân 3270 ha. Tiền công sale 290 nè mấy anh chị. À, trọng lượng vàng là 1,5 lượng 7 phân mấy chị ơi, tiền công sale online là 1,5 triệu nha chị nha. Rồi 2.396.000 mình có đơn mấy chị ơi.
2396 mình có đơn nha. Dạ, dòng xanh dương đang bị cháy hàng á chị Lê Nguyễn Lê Yến nha ơi. Tiền công sale là 290 nha. Bông bạc 2.396.000 em qua mẫu ha. Rồi có chị nào muốn lên gì nữa không á chị? Muốn lên gì không nè? Thôi lên vài đồng tay một toàn tay nữa chị nào muốn hay cờ chốt comment giùm em nha. Dạ, sợi dây Lạc Trung á là 79 Trung là 69 triệu các chị Nguyên Đỗ ơi. Còn cái lời lớn là 79 triệu 761 ngàn nha mấy chị nha. 2396 chốt cho Liên Liên một đơn nha. 2396. Rồi chốt hôm nay bạn cái chị Liên Liên. Liên Liên. Thoát lại ra vô lô giùm em chị ơi. Cái gì vậy? Cái nào vậy? Dạ chưa biết lắm mấy chị ơi, em chưa biết khi nào có hàng lắm mấy chị. Trời, cái đâu được xin không mấy chị? Dễ thương quá à. Tiền công có 250 thôi mấy chị. Hôm nay tua mì, có hôm nay mì mà hột bạc luôn ha. Tiền công 250, 411 ha, nhân 3270. Tiền công xe 250 mấy chị nha. 1.591.000. Các em được 2 đơn rồi mấy chị. Em được 2 đơn nha. 1591, bóng bạc hột trà pháp không có rồi chị. Chị Hà Lê ơi, không có chị Hà Lê. 1.591.000 mình có đơn quý anh chị nha. 1591 rồi em qua nha. Phòng xi măng 60 bản lớn không chưa có bị hàng chiều. Hello chị La Tâm. Hello chị nha. Cái gì lên gì ta? Liên Lê vô alo giùm em chị Liên Lê ơi. Chị máy nhất ông ta vô alo giùm em với chị. Đó rồi. Cái này đi 16 cho mấy anh chị nha. Đi 16 luôn nha. Tiền cao ông xe là 350 nha mấy anh chị. Hộp màu trắng nha, hộp màu trắng bay kim tiền luôn nè mấy anh chị nè, xin chưa? Đi 16 nha. 1.041 nhân cho 3270. Tiền công xe cho mấy chị là chỉ có là 309 thôi. Rồi đi 16 nha. 3.794.000. Dạ, dây An Lạc là nó có 3 cỡ là chị Nguyên Đỗ nha. Cỡ nhỏ đó nè chị nè. Rồi cái nhãn này là 3.794.000 mình có đơn mấy chị. 3.794 mình có đơn nha mấy chị nha. 3.794. Cái này là loại nhỏ nhất là chị Nguyên Đỗ nha. Cái này là 1 lượng 1 9 phân hơn nha. À 9 ly nha. Trọng lượng vàng là 1 lượng 1 hơn. Tiền công sale là chỉ có là 1.150.000 thôi. 37.414.000 là dây này hả chị yêu nha. 37.414.000. Tem em lắc hả chị yêu. Đều lắc hả chị yêu là tạm ơi. Dạ chị ơi, kết bạn ở đây không có nhắn tin qua Zalo chị Liên Lê ơi. Chị thoát cái like ra vô vô trong tin cái này chị nè. Cho cái trang đăng này luôn chị có chữ nhắn tin đó chị alo giùm em bé hình qua chị cho. Có chị Liên Lê nha. Còn cái dây thứ hai chị, cái dây này nha là tiền công sale là 1.900.000 là 69 triệu giùm em là dây thứ hai này. Dây thứ ba gì lớn hơn là 79.761.000. Tiền công sale là 2.125.000. Rồi cái nhãn này là 3.794.000 chị chốt chốt giùm em nha. 3.794. Hôm nay chị La Tâm muốn mua gì nè, mấy lượng em? Dạ cái lắc này là 1 lượng rưỡi 7 phân ơn chị La Tâm ơi. Tiền công sale là 1.500.000 chị La Tâm nha. 1.500.000 chị. Đi 54 chị yêu nha. Lấy luôn làm cái lắc với cái dây luôn xương xương nhớ đẹp chị La Tâm. Lắc với dây luôn nha chị yêu nha. Dây nhỏ ngắn được không em? Dạ cắt ngắn được chị mà cắt ít thôi chứ dài quá cắt không được hả chị nha. Cắt lụ lắm á chị. Cắt lụ lắm á chị ơi. Em có một cái đôi tay, một đôi tay VL đúng không chị nè. Bông VL nha. Tiền công sale là 290 nha mấy anh chị. 6.7 nha, nhân cho 3.270 ha. Tiền công sale 290 nha mấy anh chị nè. Rồi cái này là 2.481.000. Tiền công sale là 290 nha mấy anh chị nha. Có lót chân không rồi, lót chân chiều ai lên chị đuổi Phương Thảo nha. Đó là chị Đa Tâm. Đi 54 á chị, 54-56 cái gì đó Tâm nha. 54-56 á. 52.937.000 á chị yêu nha. Trọng tiền công á là 1.500.000. Đâu chính xác ở bao nhiêu đây chị mua tặng cho ông xã gì luôn. May Noel luôn chị đó Tâm à. Cái này 56 nó chị yêu nè. Ông xã đây vừa luôn á chị yêu ơi. 56 chuẩn này luôn chị đó Tâm. 56 nha. Ok luôn á chị. Đây là chị yêu xinh lắm luôn á chị ơi, chụp lại màn hình đó chị.
Nay em sale giá rẻ luôn á chị La Tâm. Tiền công điều rưỡi nha, ở ngoài thị trường bán khoảng 2 triệu mấy, 3 triệu các má chị nha. Rồi 52 triệu 937 ngàn, tiền công sale 1 triệu rưỡi. Rồi em qua nha mấy chị nha, em qua nha. Mỹ, cái đơn của chị Hà Lê nè Mỹ nè. Đơn gì của chị Hà Thu nghĩa Mỹ, cái dây chuyền á đưa chị Linh chứ coi lại trọng lượng nó lấy cho người ta nhẹ bàn hơn đi em. Dạ không có gì chị ơi. Anh chiến khoảng 6893 rồi. Rồi nhận được rồi anh Tây ơi. Đã qua bên lắc alo chị hả? Rồi ok chị luôn. Ấy là đưa rồi mà em nói chị Linh đi biết chừng. Rồi cái này là lắc bi đó mấy chị nha, lắc bi món nha, hoa mai ha. Xin chưa mấy chị. Tiền công em sale cái này là chỉ có là 850 mấy chị nha, tiền công sale 850 nha. 3 màu 1 màu bằng giá luôn. 5 chỉ 26 ha. Em nha 3270, tiền công sale là 850. Rồi, cái lắc tay này là có giá trị là 18.050.000. Dạ, hôm nay em lên nhà này luôn chị yêu. 18.050.000 mình có đơn quý anh chị nha. Tiền công sale 850 nha. Lắc hoa mai luôn nha mấy anh chị. 18.050.000 nha. Hà Thu, Hà Lê chiến khoảng 1043 vậy em. Em có một cái đôi tay cánh bướm nè mấy anh chị nè. Có gì này muốn lên cánh bướm gì không nè, em lên cho nè. Xinh chưa mấy anh chị? Xinh quá mấy anh chị ha. Tiền công sale chỉ có là tiền công sale 300 ngàn mấy anh chị nha. 9/33 nhân với bằng 3270. Tiền công sale 300. Rồi 3.351.000. 3351 mình có đơn nha mấy anh chị nha. 3.351.000. 3351 mình có đơn nha. Tiền công sale với giá là 300 ngàn thôi mấy anh chị. Sale quá rẻ với mấy anh chị luôn nha. Rồi 3.351.000 em qua mẫu cho quý vị nha. Có gì muốn lên bông tai hay lên gì nữa không nè mấy chị, để em xuống like nha. Em có một cái dòng con báo luôn. Chấm chấm mài lên đi mấy chị. Đi 54 mấy chị nha. 3 chỉ 6, 29 ha. Nhân ra 32, 70 ha. Tiền công sale của này là 700 ngàn quý anh chị nha. Em có 52 và 54 ha. 12.566.000. Xin chưa mấy anh chị. 12.566.000 mình có đơn mấy anh chị ơi. Tiền công xe là 700 ngàn nha mấy anh chị, đi 54 nha, dầm con báo luôn nha. Rồi 12.566.000 mình có đơn nha, dầm con báo luôn. Em có một cái dầm con gấu trúc nữa mấy anh chị. Xin chào mấy anh chị, con gấu trúc nha. Chị lấy lắc đó, lắc nào chị hình thí ơi, lắc nào hình thí, lắc này hả hình thí. Ê, ông Duyền thấy lắc này phải không Duyền thấy ơi, cái này đúng không chị? Dạ có, chị thương thương rồi, đợi xíu lên cho. Lên bông ok gì Hằng Ngọc nha, sáu tay toàn tay chị. Duyền thấy ơi, phải này không chị? Cái này 52 triệu 937 ngàn. Cháu đâu thì đồng ý giùm em đi, 52 triệu 937 đây là giá tiền giùm em. Rồi có gì chiều nay chuyển khoản Duyền thấy ơi. 52 triệu 937 ngàn nha Duyền thấy nha. Rồi em qua nha, ok. Rồi và em cháu Duyền thấy một cái lắc tay là luôn cho Duyền thấy nha. Bây giờ chị có tiền chứng khoán cọc trước giùm em 1-2 triệu đó chị. Rồi có gì xíu nữa chứng khoán đủ giùm em mà nhìn thấy nha. Đi 56 56 chị. Để uống gì Linh? Uống Linh. Em còn nữa mấy chị, muốn lắc tay em còn nữa mấy chị nha, cái lắc em còn nữa. À lên bông tay nha chị Hằng Ngọc ơi. Toàn tay sát tay Hằng Ngọc ơi, em lên hàng lọt nha chị Hằng Ngọc. Trời bông xinh quá mấy chị. Sâu nổi mấy chị nha. Xanh xanh đỏ đỏ mấy chị được xinh chưa nè. Yeah. Coi hả, có đâu có thứ nào có đơn rồi không Mỹ? Ý là chưa đâu có đơn mà có đâu rồi không?
Lát tay được cái gì hình thấy vì xi măng đeo bự quá trời bự mà. Xi măng đeo nhiều mà chị. Xi măng đeo quá là nhiều mà, còn lát này đeo vừa chị hình thấy ơi. Vòng báo. Vòng báo em có đi 50 52 với lại đi 50 52 với 54 chị sao bây giờ. Đây mấy chị, em lên một loạt bông tai luôn nha mấy chị nha. Rồi có gì chị thích cái mẫu nào từ số 1 qua giùm em để đến tới tiền nha mấy chị nha. Bông số 1 mấy chị nè, bông toàn ten nhẹ nhẹ nha. Bông số 2 là đi 56, 57 anh Trần Danh ơi. À, đang lên mà. Đúng không? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu mấy anh chị. Chấm 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 lên dùm em đây, từ số 1 đến số 6. Lấy này thì cầm mấy dùm em đây mấy anh chị ơi. Mấy anh chị ơi, mấy anh chị. Những chàng trai trẻ, những cô gái xinh xinh ơi. Lấy cái này thì cầm em dùm em nha mấy anh chị nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, giờ tính tiền mấy chị nè. Lấy nào thì cầm em dùm em đây, tính tiền cho mấy anh chị nghe. Đừng ngại mấy chị, cứ nói là đừng ngại, tính tiền cho. Đây, một đôi tay thanh mảnh mình cũng có đeo được rồi đó mấy chị nè. Trọng lượng vàng là 4.34 nha, nhân cho 3.270, tiền công sale chỉ có là 220 thôi mấy anh chị ơi, 220 nha. Rồi một đơn nhất thôi, 1.639.000. Trai trẻ không được nha, lấy bông cho người yêu được, đeo được nha, chứ còn trai trẻ không có. Nhẵn bông bông chiều nay sửa lên cho chị em bé nha. Rồi 1.639.000 em qua mẫu một đơn 1639 nha mấy chị nha. 1639 nè, qua nha. Ủa chị Hằng Ngọc qua lấy đâu nè, cầm em giùm em đi. Có bông tay khoen toàn ten chị nào không hả? Dây mì, dây chuyền khoen lặt chị đeo khoảng bao nhiêu? Bông một tay phát đó chị, có luôn. Ủa hồi nãy chị thấy đâu chưa chị la tam bông mà thấy chưa nè. Gì vậy? Hả? Bông đây là tiền công là 250 vậy đó Tam ơi, 1.591.000 anh chị yêu nha. 1591 các mấy anh chị. Cái gì vậy? Chị á. Chị nhìn thấy ơi. Cái lớp tay hơn lạc nãy vô alo giùm em nhìn thấy ơi, bé nó hình qua chị cho nhìn thấy. Bông toàn ten nữa để coi toàn ten có một trai này không nữa. Một trai hôm nay hết rồi mấy chị ơi, chị La Tam ơi hết rồi chị ơi. Để vô đây soạn lên cho chị La Tam nha chị. Chứ giờ hết rồi mấy chị ơi. Bữa phải nửa tiếng chị chuyển khoản 10 triệu rồi, giờ chị chuyển khoản luôn. Em thấy chị đeo vừa không, có gì đi trung đơn. Lắc tay mẹ chị xong chưa? Lắc tay của mẹ chị xong rồi. Chị, lắc xong rồi chị. Nhìn thấy lắc tay 46 của mẹ chị á. Con, ra lấy gì bạn không nào bạc con. Hồng Thảo, lấy gì không nào bạc. Toàn tan ngắn ngắn đi ra đi chị. Bông hay học bạc. Toàn tan ngắn đi ra đi chị. Xếp chưa? Từ từ, đợi chung lát luôn nè. Ok chị nhá, nếu đợi em chị nha, đợi em xíu. Đây mấy anh chị, em có một cái bông tay bạc mấy chị ơi. Bông bạc nha, ngôi sao hình chà nầu luôn nè, chị gái nổi em nè. 8.42, ngăn 3.270 ha. Tiền công sale là 300.000. Rồi 3.053.000 mấy chị ơi. 3053 mình có đơn mấy anh chị nha. 3053 mình có đơn nha. 3.053 mình có đơn luôn. Tiền công sale là 300.000 ạ. 3053 các anh chị nha, 3053. Chị Mai Mai ơi, với chị em đang đây là có hai cỡ Mai Mai nha. 79.761.000 là dây lớn của chị nha. Còn dây nhỏ là 69.000 các anh chị. Em có một cái bông tay bạc luôn mấy anh chị ơi, tiền công sale là 290 nha. 9.99 luôn mấy anh chị. Nhân 3.270 nha, tiền công sale là 290 luôn. 3.557.000 mấy chị ơi. 3.557 mình. 3.557 các mấy chị nha. 3.557.000. Tiền công sale là chỉ có là 290 thôi mấy chị. Rồi 3.557. Có đâu nữa. Thấy luôn rồi. Mấy anh chị thấy nhiều không chị? Bao nào vậy? Bao nào có nhiều không? Sao bao nhiêu vậy? Bao nào có nhiều?
lấy đây mấy anh chị, bông bao dễ thương không mấy anh chị, bi lớp luôn nha, tiền công xe 290 luôn, một chỉ công 12 nhân ra 3270 ha, tiền công xe là 290 nha mấy anh chị. Rồi 3.599.000 luôn mấy chị ơi, 3599 mình có đơn quý vị nha, 3599 tiền công xe là 290 luôn nha mấy anh chị. Nhận hàng ở bên em dây sáng đẹp long lanh luôn. Chị mới thức thấy em like, ráng tỉnh vào xem. Cảm ơn chị La Tâm nha. Em cảm ơn chị Nguyễn Hằng Nguyễn, chị yêu nha. Bông đẹp quá chị, bông này bông đẹp nha. 3.599.000 mình có đơn quý vị nha. 3599. Em có một hôm nay con cua mấy anh chị ơi. Bông con cua nha mấy anh chị. Tiền công sale là 240 nha mấy anh chị nha. 2.496.000. Bông tay con cua. 2.496.000 nha mấy chị nha. Con cua. Xin không mấy chị. Tiền công 290 nha. 7023. Trời có luôn vậy đó, ta mai đợi xíu em lên nha. Rồi, bông ta đích đẩy ngôi sao mấy chị ơi, ngôi sao tròn nha, nhân với bằng 3270 ha. Tiền công sale là 290 ha. Rồi 2.654.000. 2654 mình có đơn quý vị nha. 2654 mình có đơn nha. 2.654.000 mình có đơn mấy chị nha. Rồi em qua nha. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái lô hộp bạc nữa để em xuống hả mấy chị. Em xuống em đi về em ngủ mấy chị ơi. Mũi thở hết nổi rồi mấy chị. Ngạt mũi quá rồi, thở hết nổi rồi. Ok chị lấy hả? Rồi ok cháu chị con cua vậy, con cua nha, con cua mấy chị. Nay có chỉ là chưa có cái chị ngồi mai mai nha. Có gì em lên cho. Mấy đồ gì đừng có suy nghĩ bậy giùm em nha. Đừng có suy nghĩ bậy mấy anh chị. Em nói sao kìa, em đừng có suy nghĩ bậy mấy anh chị ơi. Đây chị yêu của em ơi, 4 đâu rồi chị yêu của em ơi. Lấy nào comment giùm em mà chị yêu nha. 4 đâu 5 đâu luôn. Nhãn trà đang đeo thương minh rồi, đợi xíu máu dán cho thương minh nha. 5 đâu giữa ta, 1, 2, 3, 4, 5. Mấy đâu 5 đâu chị yêu ơi. Lấy qua bên nơi đeo cho đẹp chị ơi. Chứ lâu lâu mới có chị La Tam ơi. Lâu lâu mới có chuyến đi chị. Đây mấy chị nha. Bông tai nha. Bao là bông móc căng mấy chị. Bông cái nơ nha. Đó. Bông kiểu. Xin cho mấy chị. Rồi em. Coi kỹ giùm em nha mấy chị nha. Coi kỹ giùm em nha. Rồi. Em đẻ xuống. Nên thì nhã một trà đã. Nhắn trà em đây là ni 16 chị Thu Minh nha. Lâu quá nói chị Thu Minh ủng hộ em nè. 9/65 nha. Nhân cho 3270 ha. Tiền công sale là 300.000 thôi. Rồi. Nhãn trà VIP luôn mấy anh chị. Nhãn trà Pháp nha, 3.456.000. 3456 mình có đơn quý vị nha. 3.456.000. Tiền công sale 300 mấy anh chị nha. Rồi em qua mẫu. Chị La Tam ơi, chấm chấm bài cho lên chị ơi. Hết giờ rồi La Tam ơi, hết hiệp 1 rồi. Có bông đích đẩy ở trời nào không hả? Dạ có chị. À chị tùy theo nha chị. Phương VT Hero gì nè. Ni 16 gì chị Hay Anh Nguyễn. Chị Chí Hạnh ơi, bông 1 em cháu chị La Tâm. Bông số 3 em cháu chị La Tâm rồi chị ơi. Em còn bông số 2 với lại số 4 số 5 á chị. Ni 16 nha chị Hay Anh Nguyễn nha. Ni 16 3.456.000. Mấy chị ơi, mua đóng thế không phải tùy theo nước của mình nhảy đó mấy chị nha. Có khi là đóng thế, có khi là không đóng thế mấy chị. Em cảm ơn chị Sammy An Nhiên nhiều mấy chị. Bấu nước chị tặng luôn chị Sammy An Nhiên ơi, cảm ơn chị nhiều nha. Trời ơi, tới mua vàng nào mà tặng nước, tặng bánh, tặng gì á. Quá trời tặng luôn. Ok chị, ok chị Hay Linh Nguyễn nha. Rồi em nhớ chị Hay Linh Nguyễn nha, 3456 luôn rồi chị Hay Linh Nguyễn nha. Ủa, chị không chứa. Rồi số 1 số 3 em bán chị La Tâm rồi, em thấy chị La Tâm rồi. Em không bán cho người khác đâu chị, số 1, số 2, số 3. Đây. Tiền công sale cho chị hai cái món này là 290. 290 nha chị nha.
Xe đồng giá 259 anh chị nha, có cái nó cao hơn á chị, nhưng mà xe đồng giá 259 anh chị nha chị. 259 nha. Đợi 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 xin báo giá cho chị nha. Em cháu luôn thì nó tâm nha, khỏi tính tiền á chị. Khỏi tính tiền nha. Chứ để em báo tiền ra mấy chị cháu rồi mấy con em ngại lắm mấy chị. Cháu của em không có cháu được em ngại lắm. Các bạn mẹ giờ 90 tuổi đừng bán đít. Bao móc căng hả? Bao móc căng hết rồi mấy chị, nó có hướng đâu vậy? Bông chị nào đó đẩy. Đây chị, giờ nó đẩy nè chị nè, chị Dung Hoàng nè. Chị ơi, chị Thành Thúy, chị mua gì đó cho mẹ ít bạn được không nè? Bao ít bạn cho Thành Thúy nè. Mẹ em thấy cũng ớm ớm á, đeo hôm nay là nhỏ nhỏ xinh xinh rồi đi. Má chị nha. Cái này là 6/21, bao ít bạn luôn rồi má chị. Nhân cho 3/270 nha. Tiền công sale cho má chị là chỉ có là 220 thôi. Rồi, 2.251.000. Bao ít bạn á chị nha. 2.251.000 mình có đơn quý vị nha. 2251 mình có đơn nha. 2.251.000 em qua luôn. Đây bông toàn ten chè nồi yêu sẽ làm á chị ơi, tiền công xe 206 nha, 4/83 nhân với 3/270 tiền công xe 206 rồi cháu cho hình thấy luôn. Ok dạ ok, cảm ơn chị nha. Một triệu 839.000 tiền công xe là 206, cảm ơn chị nha. Còn nhãn bếp trà không em? Dạ còn chị Thu Minh, em bao nhiêu em còn, em lấy chị Thu Minh cho. 1.839.000 em qua mẫu. Em lên tiếp cái mẫu này. Mẫu này bông khoen mấy chị ơi, bông khoen nha. Bông khoen bạc luôn. Xin quý mấy chị. Tiền công là 240 mấy chị nha. 5/91 nhân cho 3/270. Tiền công sẽ 240. 2.173.000. 2.173.000 mấy chị nha. 2173. Rồi em qua nha mấy chị nha, em làm nhanh cái em xuống live về ngủ trưa mấy chị ơi. Tiền công sale là 230 gì đây. 240 mấy chị ơi. Rồi. 2.173.000 em qua nha mấy chị nha, em qua nha. À, cái gì đây ta? Chị Thu Minh ơi, chị Thu Minh lấy vỉ bếp trà đi bao nhiêu em comment cho. Hột trắng đó chị. Hột trắng là có gì chiều nay em lên cho chị nha. Chứ bây giờ em hết trên mâm rồi chị ơi. Hết trên mâm rồi mấy chị. Xin cho mấy chị. Bông toàn ten VL mấy chị ha. Tiền công sale là chỉ có 250 thôi. 6/23 nha. Thay nghe 3/270. Tiền công sale 250. Rồi 2.287.000. 2287 mình có đơn mấy chị ơi. Một đơn nhất rồi mấy chị. 2.287.000. Tiền công sale là 250 ha. Rồi qua mẫu nha mấy chị, qua mẫu xuống like nha. Em xuống like nha mấy anh chị nha. Em có một cái bông tai cỏ bốn lá này mấy anh chị nè. Bông tai cỏ lá may mắn nha. À, tiền công sale á 6048 nhân cho 3/270. Tiền công sale chỉ có là 260 thôi mấy anh chị. 2.379.000 mình có đơn mấy anh chị nha. 2379 là mình có đơn nha. 2.379.000. Tiền công xe là 260 mấy anh chị. Ủa hồi nãy chị hỏi cái gì đó mất tiền rồi, chấm chấm lên đi mấy chị. Chị Hình Thúy, Thu Minh ơi, Thu Minh ơi, chấm chấm lên đi Thu Minh. Thu Minh ơi, ni bao nhiêu chị Thu Minh? Rồi, ni 15 luôn mấy anh chị ơi. Ni 15 nhãn hột trà luôn mấy anh chị nha. Tiền công xe 35 ngàn nha. 8/42, ừ. Ni 15, 3.053.000. 3053 là mình có đơn quý vị nha. 3053 à, nhãn ống trỏ đi mấy. Nhãn ống trỏ đi 15. 3.915.000 tài danh ơi. Tiền công 359 nha. Rồi 3.053.000 mình có đơn mấy chị. Em qua nha. Thôi bây giờ em gái xin phép xuống like nha mấy chị. Hả? 3053 rồi chốt cho Hoa Châu luôn. Ấy. Gì ngủ à? Đường kính 18-20 hả? Đường kính 18-20. Ủa cái nhãn đâu rồi? Cái nhãn đâu rồi? Đây. Rồi Hoa Châu ơi.
vô alo giùm em rồi chuyển khoản cho em là 2 triệu nha chị, còn lại thứ hộ nha, tiền công kia bút ra rồi. Có ai chuyển khoản không? Nãy giờ có ai chuyển khoản không? Trời ơi, nãy giờ chuyển khoản quá chừng mấy chị, chuyển khoản nữa đi mấy chị ơi. Tiền công xe 300. Trời ơi, hôm nay xe rẻ quá mấy chị. Có hàng không Tám? Có hàng không? Lấy ông ta chờ nồi sát tay coi, một trắng nha, nhanh lên vô đây. Đường kính 18, 19, đồ điểm coi. 15, 16, 17, 7.5. Đây chị ơi, đường kính 19 nè chị Thu Minh ơi. Đường kính chuẩn 19 luôn rồi chị. Trọng lượng về là 1 chỉ 778 nha, nhân cho 3270 ha. Tiền công cái này nó hơi cao một xíu nha chị. Tiền công là 490 nha chị nha. Tiền công VIP cao là 490 nha. Rồi, 6.304 nè. Rồi, hộp trà đã có đợi xíu chị Ngân Ngân ơi. 6.304 nha. Chị Thu Minh em đợi chị nha chị nha. Em xin tiền công rẻ chị yêu nè. 6309 nha mấy chị. 6.309 nha, mình có đơn nha. 6.309.04 ngàn. Tiền công là 490 mấy anh chị ơi. Nhã hột trà là không có ni tay mấy anh chị ơi. Không có ni tay 11 mấy chị. Bông mít đẩy toàn ten trao không. Dạ, Ngọc Minh hả? Có chị. Rồi, chúc mừng chị Thu Minh. Rồi, chị ơi, cảm ơn chị yêu của em nha. Đúng đường kính chuẩn 19 luôn rồi chị Thu Minh nha. Đi số 10 nhỏ quá không có mấy chị ơi. Muốn nào chốt đi nha. Rồi Thu Minh ơi, thoát lại cho alo giùm em. Bé nó hình qua chị nha. Rồi chuyển khoản em có hàng địa chỉ cũ luôn á chị. Có gì là muốn em lên vé không á chị? Có gì là muốn em lên vé không nè? Xin cho mấy chị nhắn bi nha mấy chị nha. Nhắn bi nha. Nhắn bi, nhắn kiểu là quá chừng trời luôn. À, có con Thiên Nga. Con Thiên Nga màu đỏ mấy chị. Nhắn nữ hoàng VIP màu trắng đường kính 19 luôn hả? Ok nha, ok. Em có cái nhẫn trà màu vàng đó mấy chị nè. Màu vàng VIP luôn nè mấy chị. Xin nha mấy chị. Rồi rồi ship lên nhẫn VIP cho mấy chị cho. Em có một cái con Thiên Nga mấy chị ơi. 5 phân 75 nha. Nhân cái bàn 3270 ha. Tiền công xe mấy chị là chỉ có là cái này em xe đi ăn mấy chị nha. Tiền công là 190 ngàn. Xe rẻ mấy chị. Rồi 190 ngàn mấy chị nha. 2.070.000 mình có đơn 2070 mấy chị ơi. Tiền công 190 nha. Rồi chị Thu Minh ơi, do đâu giùm em bé gửi hình qua chị nha. 2.070.000 tiền công xe 190 mấy chị. Tiền công 190 nha. Rồi em qua mẫu. Ten 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 ten. Ở ngoài chắc chắn đẹp hơn trong mình mấy chị nha. Ê nhìn chị nè. Đưa ổng nhìn cái sát tay đưa mua lấy được. Ủa rồi 2070 cháu cho anh Nguyễn luôn, chúc mừng tình yêu nha. Hello chị Nguyễn Phượng, chị nào nãy hết bông tay trên đầu rồi chị ơi, bông tay trên đầu rồi chị gái ơi, bông trên đầu rồi chị ơi, em yêu cầu của chị nè chị, bông trên đầu bia ghế luôn rồi chị nha. Tiền công sale là chỉ có là 400 thôi, 7 phân 46, nhân 3270 tiền công sale 400. Rồi 2.839.000 mình có đơn mấy anh chị ơi. 2839 là mình có đơn quý anh chị nha. 2.839.000 mình có đơn nha. Rồi qua mẫu mấy anh chị, 2839. Qua mẫu nha. Tiền công xe 45.000 hả chị nổi em á. À Dung Phan gì á, Dung Phan gì á, đúng rồi, cảm ơn chị Liễu gì nè. Dung Phan. Trời ơi. À Dung Hoàng á, chị Dung Hoàng. Bông gì Dung Hoàng ơi. 2.839.000 là chị yêu nè. Chị má giống đúng mà. Chị ơi vàng có im giá dưới chị gái ơi. Có im giá dưới chị. Nhìn giá cho em nha. Má chị chuyển khoản cho em chưa nè má chị. Chuyển khoản cho em chứ không em làm khùng làm điên bây giờ không má chị ơi. Chuyển khoản cho em nha. Con này con gì ta. Con bướm bướm. Con bướm xinh. Con bướm xinh má chị ơi. Má chị chuyển khoản nè. Em đi hàng luôn bây giờ nè má chị. Nhân viên ra viên đi hàng luôn với má chị luôn nè. 2137 hả? Lấy gì mà 2137 chị? Ê đưa coi cái này con bông. Bông đỏ này 2137 không? Ồ alo.
lấy gì chị Bảo Nhi, 217 lấy gì chị Bảo Nhi ơi. Chị Bảo Nhi ơi, chị lấy cái gì vậy chị Bảo Nhi? 2137 lấy gì chị, comment lại giùm em chị gái ơi. Nãy hôm nay nhà nào nãy em chạy chắc cháy quá mấy chị ơi. Cái này là 2 triệu 839 ngàn. Chị Bảo Nhi lấy gì, 2137 comment lại giùm em nha. Em có một cái bông tai con bướm xinh mấy chị ơi. Ba bông hạt hạt bạc đó em hả? Ba hạt bạc. Ủa nhã làm gì không có hàng đi nhã. Ba hạt bạc con này hả ta? Ba hạt bạc này là chỉ có là 1591. Đấu rồi mấy chị ơi. Còn đang cái nào hả? Cái này hả chị? Cái này phải không? Nãy nói chưa nay đến nè mà ta. 166. Cái này không chị? Hạt bạc toàn đen cái nào. Phải này không chị ơi, phải này không thì đúng ok giùm em với chị ơi. Còn nếu không đúng thì chụp hình thì gửi qua giùm em với chị ơi. Em có một đôi tay con bướm xinh này mấy anh chị ơi. 5 thang 76 nha. Giang nha 3270 nha. Tiền công sale là chỉ có là 295 ngàn thôi. Khoan em hả? Khoan hạt bạc toàn đen. Không em hả? Chị chụp mở lại giùm em ơi. Chị ơi chụp mở lại giùm em, gửi tin nhắn giùm em với chị Bảo Nhi nha. Rồi tiền công 295 ngàn, bông tay con bướm luôn mấy anh chị ơi. 2 triệu 179 ngàn. 2179 là mình có đơn mấy anh chị nha. 2179 là mình có đơn mấy anh chị ơi, xin cho mấy chị 2179 giùm em nha. 2 triệu 179 ngàn em qua mẫu. Tiền công là chỉ có là 295 ngàn thôi. 2179. Tiền công sale là 295 ngàn. Hello chị Linh Huỳnh. Em có hai đôi bông tai nè mấy chị, bông tai khoen nha mấy chị nha, bông tai khoen luôn nha. Ê, mẹ coi nãy giờ có nghe bạn nào 217 không? 21 à. Hai 179 rồi, cháu cho Hằng Ngọc luôn nha. Lên bông 5 sợi toàn tên đi em. Ok Hồ My, 2179 chúc mừng tình yêu à. Rồi. Tạm chút mấy chị, con chuột nó kêu mấy chị chơi. Chị Thu ơi, hồi nãy khách chỉnh cái dòng bi á. Chị Hòa chỉnh cái dòng bi có chưa? Mấy chị ơi, giá vàng có ghi mấy dưới giùm nhìn giùm em mấy chị. Dây chuyền bự quá ha. Có nhỏ hơn nữa, Kim Lý, có nhỏ hơn nữa nha. Rồi chị Hằng Ngọc ơi, vô alo giùm em bé nó gần qua chị nghe. Bông tay con bướm xinh, con bướm đa tình. Cái gì ta, lên gì mất tiêu ta. Hằng Ngọc 21 bông cái nồi nè ta. Lấy hạt bạc chị mới cầm hả? Ủa lấy hạt bạc mới cầm là cái hạt bạc nào? Lá này hả chị? Phải này không? Phải này không chị? Phải không chị ơi, phải cái này không chị ơi, đừng có làm em phân tâm mấy chị ơi, đừng làm em phân tâm được không mấy chị. À, em biết rồi, đây chị, em Bảo Nhi em cháu chị nha. Trời ơi, mừng quá mấy chị ơi. Thèn. Rồi chị Hằng Ngọc ơi, chị cháu cái nào. Chưa, chị Hằng Ngọc, chị cháu cái này mà đưa bông tay con bướm với chị. Cái này bông tay con bướm với chị Hằng Ngọc nè, chị để lại là 2179 này là bông con bướm nè. Chị lấy cái bông nào chị Hằng Ngọc ơi. Cảm ơn lại giùm em nha, chứ em xuống lây nha mấy chị. Bông tay toàn tay nè chị gái ơi. Rồi chuyển khoản liền đi hàng luôn, chiều nay mấy chị. Nhân viên đứa có hàng ở sau, đứa đâu có đơn, đứa em đi thu hộ mấy chị ơi. Rồi bông toàn tay nha mấy chị nha, 3 tu tiền công 300 ngàn nha. 2 triệu 605 ngàn mấy chị ơi. 2605 mình có đơn quý anh chị nha. 2 triệu 605 ngàn, thu minh chuyển khoản chưa.
Trời Thương Minh ơi, vô alo giùm em mới nhả học trò nãy chị Thương Minh. Chị mở chưa? Rồi ok. Trời cái nhãn này 13 mấy anh chị ơi. Rồi lấy hôm nay hồi nãy đúng không giờ Ngọc? Đúng không chị? Trời ơi đúng không? Ok giùm em cái gì ơi, đừng làm phân tâm nữa mấy chị. Rồi cháu đi nè. Cháu đi. Rồi cái này 13, 14 mấy anh chị ơi, tiền công sale là 29 nha mấy anh chị nha. Để lần 2 nha. Ok chị đã tâm, ok chị nhanh nha, 3270 ha. Tiền công sale là 29 ha. Bây giờ là em đang like, cái em thoát like xuống cái em đi về ngủ, xong cái em ngủ vô nhắn tin cho chị nha. Ok không nè? Hợp lý hợp tình hợp cả đôi đường luôn nha mấy chị nha. 2.644.000 mình có đơn mấy chị ơi. 2.644 hả? Mấy chị ơi, một đơn hàng ship đi là 50.000 các mấy chị nha. Một lần ship đi là 50.000 giùm em nha. 50.000 ship đi quý anh chị nha. Ba cái sợi này là có cái đó, chị không có dài hơn chị gái nha. Không có dài hơn chị. Rồi, 2.644 giùm em mình có đơn. 2.644 giùm em mình có đơn. 2.644. Tiền công sale chỉ có là 259 thôi mấy anh chị ơi. Chị là cháu đơn bây giờ là chiến hỏa đi hết luôn. Trời ơi sướng gì đâu chị. Bình thường mà, đi làm được ngủ nghỉ chứ. Có vòng hay gì không em hả? Có vòng mà chị, có vòng con beo, có vòng con beo nè. Có vòng con gấu nè, gấu trúc mà. Có vòng ngũ sắc nè. Ai gì đó Tâm, có vòng xe tiền công 350 đó Tâm nè. Gia Tâm, đi 50 luôn chị đó Tâm. Xi men đó chị, mấy nay em bệnh đâu có lai đâu mấy chị ơi. Xi men mấy nhỏ lai không có nổi mấy chị. 8.299.000 tiền công 350 La Tâm nhanh đi 50 chị yêu nha. 8.299.000. 8.299.000 tiền công xe 350 mấy chị. Rồi em qua nha. Trời, nãy giờ đeo một bài nhẫn này không có ai hỏi gì luôn mấy chị, không ai hỏi gì luôn thôi tháo xuống mới đã. Tháo xuống đi mấy chị ơi, nãy giờ đeo không ai hỏi trơn á, buồn quá. Có chị nào muốn mua dây không vậy mấy chị nè? Muốn mua dây gì không? Em có một đôi tay VL mấy chị ơi, tiền công là 290 mấy chị nha. Bông vừa móc máy trên vừa tắm ở dưới nha quý anh chị. 9.82 nha, nhân cho 3.270 ha. Tiền công xe 290. Bông thương hiệu này mà có nó là tiền công 290 thì quá rẻ mấy chị ơi. Có vòng tròn trơn không em hả? Vòng tròn trơn là không có gì đó Tâm ơi. Để chị này coi sợ còn nào lên gì đó Tâm nha. 3.501.000. 3501 mình có đơn nha mấy chị nha. 3.501.000. Em qua nha, em qua mẫu nha. Xin chưa mấy anh chị? Một đôi nhất nha mấy anh chị nha. Bông toàn ten nha. Một đôi nhất thôi. Tiền công sale là 230. 6.57 nhân cho 3.270. Tiền công 230. Rồi một đôi nhất 2.378.000. 2.378.000. 2.378. 2.378.000 mình có đơn nha. Bông khoe xanh lá đây tình yêu Nhung Hoàng ơi. Bông xanh lá đây mấy chị. Dạ, dây bé trai hả? Dây bé trai. Có dây với lắc bé trai trời 1 tuổi không bạn? Dạ có chị. 169. Kim Ngọc có bán không bà? Tiệm đông quá mấy chị ơi, tiệm đông quá không có ai được mấy chị. Trên gì vậy Trinh? Dây gì hả? Bác chưa? Bác chưa? Dạ, mấy chị ơi mẹ muốn chiều không mấy chị được không mấy chị, chứ dây của em bé em có gì lắm. Ê nhã con đúng em lấy cái dây của em bé còn bụi chị xích á. Rồi lên hình đợi xíu cái gì lên hình nha, đợi xíu đây mấy chị. Bông tai xanh lá khoe đây mấy chị ơi, khoe xanh lá luôn nha. Rồi tiền công xe là 450 các mấy chị nha. 4.691.000. 4.691.000. 4691. Rồi em qua mẫu mấy chị nha. 4.691.000. Có chị này muốn lên túi tiền không mấy chị? Bao nhiêu tiền nè mấy chị nè? Hôm nay em chia lên nhãn đẹp quá phải không mấy chị? Đúng không?
Tay nhắn đẹp quá mà. Không mua sao được. Còn có nhẫn mấy chị nè, xin cho mấy chị nè. Hôm nay hàng về đẹp quá à mấy anh chị. Đây nha, bông có tiền của mấy chị nha, tiền công sale là 290 nha. À 6 7 687 nha, 3270 thôi. Tiền công sale 290. Nhanh lên nhã ơi. 2.536.000. 2536 mình có đơn một đơn nhất các mấy anh chị nha. 2.536.000. 2.536.000 em qua mẫu. Con lên đến số 7 rồi mấy chị ơi. Mấy cái em lên tới 3 giờ hãy về. Thôi mấy chị ơi, em lên một cái gì em bán. Em có một cái em bán em xuống không mấy chị. Em mới đi bệnh viện hôm qua em kia về mấy chị ơi. À leo cái gì em cháu hả? Cho không tiền. Rồi Lê Nguyễn Diễm ơi, alo giùm em mấy chị nha. Bé nó hình qua chị nha. Em mới đi chích mấy về mấy chị. Hai cái máy á cô, hai lấy ra hai cái máy á cô. Công 29 nha. Rồi Lê Nguyễn Diễm Zalo giùm em rồi chuyển khoản cho em 1.500.000 các chị nha. Còn cái hộ nha. Em mới đi chích chị cái tay còn bầm nữa mấy chị nè. Mà bây giờ em mới đi chích về mấy chị la tâm, em mới đi khám bệnh về á chị. Bữa em ho quá em ngủ không được luôn. Cái em đi khám bệnh hết mấy triệu xong rồi cái gì em về cái em lên like chứ mấy này nghỉ like không chị, cái cũng nhớ mấy chị nữa mà nó ho cũng nhiều nữa. Đêm nó ngủ nó ho lắm mấy chị, em tới nỗi mình phải đi chết luôn á. Con Linh nó nãy nó gẹo em nói chị, ban ngày ba đi bác sĩ chết, ban đêm về chồng chết cho cái nữa chị. Nó nói em vậy mấy chị. Ủa nhã lâu vậy con? Cái nào không được lấy đại đi ha, ba chơi em vô đây kiếm gì mà lâu vậy, bóc đại em đi. Trời ơi, trời, đợi xíu em lên cái gì em bán em xuống cho mấy chị nha. Em lên cái gì em bán em xuống cho mấy chị cho. Có mặt bật lá tim này mấy anh chị, con bật lá tim nha. Tiền công sale chỉ có là 200 ngàn thôi. 6.14 nhân ra 3.270 nha. Tiền công sale 200. Trời, 2 triệu. 2 triệu. Vậy ra tao chứ cười cho mày. 2 triệu. 2.208.000 mình có đơn mấy chị ơi. 2208 mình có đơn mấy chị, tiền công sale 200 nha. Băng bạc ơi, có tình yêu băng bạc nha. 2.208.000 nha. Em bán chung đúng không? Em bán chung. 2.208.000 nha mấy anh chị nha. Em bán riêng hả? Ông bán em qua đi. Rồi. Bông xanh là em qua mẫu mấy chị nha, 4.691.000, tiền công xe là 450. Rồi, giờ em bán này mấy chị ơi. Đó, nó chưa lấy đại vô đi chứ gì đâu. Bà ngại ngu. Nhã ngon dữ bao nhiêu hả? Đây. Nhã ngon giữa đây à, nhã ngon giữa. Tham cáo thứ hai cô ơi. Nhã ngon giữa tiền công là 350 à. 7 phân nha mấy anh chị nha. Rồi 2.639.000. 2.639.000. Tiền công sale là 350 à. Rồi lên cái gì đây mấy chị. Chị Linh Huỳnh ơi, còn nó không chị Linh Huỳnh? Còn nó không chị Linh Huỳnh ơi? Còn không nói em câu chị nha. Để em lên cái gì bấm cáo chị cái tội nghiệp em hả chị. Đây dịp hết tất cả quan bên đó mấy chị. Lên cái em bé nó gì lên hình nè. Đây mấy chị, cho em bé nha. Lên mà cái chuyện đi em hả. Em nói chị nghe mà cái chuyện hôm nay em có lên nào luôn mấy chị. Rồi cho Nguyễn Thanh nha, một cái nhẫn nha. Nguyễn Thanh ơi, cho lên chiến khoản cho em nha. Chiến khoản cho em mới ra được mấy chị. Rồi ok, em lên bây giờ chị lên hình ơi. Rồi quá may mắn luôn rồi chị gái này, đi 14 luôn rồi chị Nguyễn Thanh nè. Chiến khoản liền cho em nha chị nha. Chị khoản liền cho em đi hà luôn chị luôn nha. Nhân viên đang lên đơn với sao luôn chị ơi. Vô alo giùm em gửi hình qua. Gửi hình qua khách chiến khoản kìa. Nhắn tiền hai lên có chị, có. Đây. Em có lên một lắc tay em bán em, cái gì em bán không chị nha. Tiền công sale chứ mấy chị là chỉ có là 250 nha. Một chỉ 319 nhân cho 3270 nha. Tiền công sale 250. Rồi 4.563.000. 4.563 tiền công sale là 250 à. 4.563.000 mấy chị nha, tiền công sale 250 nha. 4.563.000 tiền công sale 250 qua một mẫu. Một chỉ 2.05 nhân 3.270.
tiền công sale mới vậy nha. Tiền công sale là chỉ có là 290 thôi. Rồi 4.230.000 mấy chị ơi. Chiếc nhãn bi dài, bi dài, bi biên có bi chùm được không chị Nguyễn Phương ơi, bi chùm này được không? Chị Nguyễn Thanh ơi, cháu có nhãn vừa rồi, thoát có like ra vô alo giùm em chị ơi. Bé hình qua chị nha. 4.230.000 mình có đơn mấy chị ơi. 4.230 nha, còn dây chuyền á, cái lộn, dây chuyền là 4.230 á mấy chị. Em qua nha, tiền công 259. Nhãn kinh tiền hai lên là chị nay lên mấy chị nha. Chị em lên nha, 4.230. Chị lên hình nó được, chị chưa được chứ chị lên hình ơi. Được cái chị lên hình ơi. Chị lên hình nè, được cho chị ơi. Alo, cầm 15 triệu hết nha. Cái đắp nhanh mà. Em có lên một cái tay tiền 4.220. Trời ơi, xinh xỉu luôn. Cảm ơn chị La Tâm nha chị. Quên lòng lòng, cảm ơn chị lên hình nha, cảm ơn chị La Tâm luôn. 4.220 chốt luôn tình yêu nha. Rồi, chiến khoản đi đơn chung luôn, buổi chiều mai luôn, chị lên hình ơi. Trời ơi, may mắn quá. Vô alo giùm em nha, tiền công 290 nè. Trời ơi, mấy chị thấy chưa? Sự cố gắng sẽ trả được bằng chuyển khoản các mấy chị ha. Lắc lắc lên luôn mấy chị, lên luôn đây, lên luôn đây. Đây mấy chị, lắc nha mấy chị nha. 3 phân 82. Đây các bạn, 3 2 70 ha. Tiền công sale là 230. Rồi là 1.479.000. 1.479.000 là mình có đơn mấy chị nha. 1.479.000. Mấy chị ở nước ngoài á, thấy em ho á, mấy chị biết sao? Có người đi nói người nhà đem thuốc tới ta cho hết luôn á chị. Đem thuốc tới cho luôn á. Vòng tay chờ móc máy đi muốn tám em chị lại lên mấy chị nha, chị lại lên nha. Tiền công 230. Tuổi nhỏ thì đây mấy chị, 1.479.000 qua mẫu. Qua mẫu mấy chị nha. 1.479 là qua mẫu nha. Bông toàn tan nãy giờ lên quá chừng luôn mấy chị ơi. Chị lại lên lại. Chị lên lại mấy chị nha. Có đẹp tí hả? Em bé mới giờ đẹp lắm luôn rồi đó. Thiệt luôn á. Có chị ơi. 4.058 nha. Dạ vừa con Thủy Lên nha. Vừa con chị. 3.270 nha. Tiền công sẽ là 250 nha. Rồi. Lát xích đó chị. Lát xích cứng nè. Lát em bé mấy chị ơi. 1.748. 1.748 mấy chị ơi. Em nói mấy chị nghe nha. Đồ công ty em chuẩn bị về nữa mấy chị. Chị La Tâm, chiều nay là có cứ giọt bạc nha. Vô nghe chị La Tâm nha. Rồi nhãn á, nhãn con rùa, nhãn con rùa, chị nó về luôn á chị. Đang giao bên kia, một thố bự luôn. Đây chị lên hình lấy đi, chị lên hình đây. 1.748.000 mình có đơn không á chị nha. Ok, cháu luôn chị lên hình, vô alo giùm em á chị ơi. Vô alo giùm em bán hình qua chị lên hình nha. Cảm ơn chị lên hình nhiều ạ. Rồi mọi sự cố gắng của mình cũng được đền đáp mấy chị ơi. Tính tiền luôn em chuyển khoản. Nhãn bi nào chị? Bây giờ sao không có chị ơi. Để cô có xi măng không hả? Có gì xi măng không? Xi măng là nó mới về đi 48 mấy chị ơi. Móc máy đi 48 thôi. Tiền công 250. Để coi về chưa chứ không để về quê đụ nữa. Nó đang giao hàng mấy chị nhưng mà biết là gì cái gì mấy chị ơi. Rồi lên hình thôi, vô alo giùm em là chuyển khoản cộng hai cái là giùm em mấy chị nha. Với chị em 7 sẽ lại có chị Tăng Vương ơi, nam hay nữ chị? Nam hay nữ chị ơi? Nè. 7 triệu là khoảng chi đuổi ha. Xuân Nguyễn báo cho tin mừng nha, không còn hết rồi Xuân Nguyễn ơi. Hết rồi tình yêu Xuân Nguyễn. Khách đã lấy hết trơn rồi. Chưa ai mới nói lời chị Tiết Minh Bụi kìa. Anh mới nói chị kìa anh Linh. Chị cần bạn tiếp đồ bộ đi. Còn bạn tiếp sai cho bố xanh. Cô nhắm mẫu đợi con xíu. Để nhỏ con đi em nát nhà ý cho bố xanh đi. Rồi còn bạn tiếp đồ bộ. Nhớ nhận hàng một chuyện mạng kia xoay. Đây mấy chị ơi. Cái dây chuyền là mấy chị nha. Chị chuyển khoản rồi nha. Nguyễn Thanh chuyển khoản rồi. Rồi lên đơn đi hàng luôn. Ok lên đơn đi hàng luôn. 1.7 10 13. Ok ok đợi 1 3 2 10. Dây chuyền mấy chị ơi, dây chuyền sẵn nha, sẵn ô vàng mấy chị nha. 5.922.000 mấy chị ơi. 5922 mình có đơn không quý anh chị nha. 5.922.000 là mình có đơn nha, một đơn nhất không quý anh chị nha.
Một bạn tiếp dòng 18, hai bạn tiếp dòng 18k. Đây mấy anh chị, 5.922.000 nha mấy chị nha. 5.922 mình có đơn nha. Không có mua, không có giấy. Người vô cho đi mua đi. Trong đó còn không? Bà lấy bông gòn có đi. Lấy bông gòn đi nhỉ. Trời, giấy chiền tiếp theo không mấy chị nha, giấy chiền con cá nha, 5.710.000 mấy chị ơi, 5.710 mấy chị nha, tiền công là 350.000 nha, 5.710.000 mình có đơn không quý chị nha, 5.710.000 mình có đơn nha. Thôi mấy chị ơi, bây giờ em xuống mang mấy chị nha, 3 giờ rồi mấy chị, chiều em lên live tiếp mấy chị nha, chiều em lên live nữa nha. Trời ơi, đâu lâu em lên rồi mấy chị coi vô live có chừng luôn, ủng hộ em quá chân trời luôn. Cảm ơn mấy chị nhiều nha. Xin chào và hẹn lại mấy chị nha. Chị ơi lên like nữa nha mấy chị. Mấy bạn ơi, mỗi bạn nhân viên lại biết một cách nha. Đồng phụ kêu nha. Ủa mấy nhỏ em nghe xíu, mấy nhỏ đồ vẫn còn đó.